defeated. Go! Đừng lo, đã có cưa men 3 trong 1 hương thơm mạnh mẽ, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu. Cưa men 3 trong 1 tắm gội dưỡng toàn diện cho game thủ. Chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên trừ được sức cực đỉnh từ công thức 5 trong 1 của Castrol Power One Ultimate mới. Hiệu sức cực đỉnh đặc chế cho xe số và xe ga. Yeah. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Giải đấu hôm nay nhận được sự tài trợ của nhãn hàng dầu gội dành cho nam giới số 1 thế giới Clearman 3 trong 1, cùng với đó là nhãn hàng dầu nhất toàn cầu Castrol Power One. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với ngày thi đấu thứ 2 của giai đoạn lượt về, hay là ngày thi đấu thứ 2 của vòng thi đấu thứ 8. Trước tiên hãy cùng nhìn lại những kết quả đã qua ở trong ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về. Ngày hôm qua thì chúng ta chỉ có một trận đấu thôi, đó là trận đấu giữa Sài Gòn Phantom và VGaming. Và ở trận đấu này thì Sài Gòn Phantom đã lại một lần nữa có được một chiến thắng 3-0 trước đội tuyển VGaming. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là vì lý do sức khỏe của các thành viên bên phía Pháp Esports nên trận đấu giữa Team Flash và Pháp Esports đáng nhẽ diễn ra trong ngày hôm qua sẽ được lùi lại và thi đấu vào ngày 1 tháng 4. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ có 2 trận đấu cuối cùng của vòng thi đấu thứ 8, vòng thi đấu khai màn lượt về. Trận đấu đầu tiên mà chúng ta chuẩn bị cùng theo dõi với nhau đây sẽ là cuộc đọ sức giữa Cerberus Esports và B2M Gaming. Và trận đấu còn lại sẽ là cuộc chiến giữa Box Gaming và Heavy. Box Gaming đối đầu với Heavy là trận đấu sẽ diễn ra trong khung giờ muộn. Ngoài ra thì có lưu ý một chút nữa với quý vị khán giả, đó là vòng đấu này thì các trận đấu đều sẽ diễn ra bắt đầu từ khung giờ muộn là 17 giờ và sau đó khung sau sẽ là 20 giờ. Thuận lợi hơn cho việc là các bạn có thể đi làm về và sau đó theo dõi giải đấu của chúng ta được một cách thoải mái hơn, không ạ? Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các hình ảnh ở studio thi đấu của đội tuyển B2F Gaming. Vào lúc này đây thì B2F đang có cho mình vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với điểm số là tương đối thất vọng. Họ đang có cho mình 5 điểm sau giai đoạn lượt đi của mùa giải và đang cách vị trí an toàn, vị trí của VGaming đang chấn giữ tới 7 điểm, một con số không nhỏ một chút nào cả. Và ở vào thời điểm hiện tại thì rõ ràng là B2F Gaming họ sẽ hướng đến giai đoạn lượt về này với chỉ mục tiêu duy nhất mà thôi, đó là trụ hạng thành công. Nhưng từ giờ cho đến khi mà 7 vòng đấu kế tiếp diễn ra thì đó chắc chắn sẽ là con đường nhiều chông gai dành cho đội tuyển B2F này. Trong 3 vòng đấu gần nhất của B2F Gaming thì 2 vòng gần nhất họ đều đã thua lần lượt trước Flash và VGaming với cùng tỷ số là 0-3, tức là không có được bất kỳ một điểm số nào trong 2 vòng đấu gần nhất. Ở vòng đấu thứ 5 thì họ có được thất bại với tỷ số 1-3 cho Box Gaming và họ có được 1 điểm. Nhìn rộng ra thì trong giai đoạn lượt đi của mùa giải này, B2F Gaming chỉ vượt qua được một đội tuyển duy nhất mà thôi, đó là tuyển Heavy với chiến thắng 3-0, còn lại thì đều là những thất bại. Đây là lineup của B2F Gaming ở trong trận đấu đầu tiên của họ tại giai đoạn lượt về. Martin ở đường Tà Thần Seja,
Kubo ở vị trí đi rừng, Rinna đường giữa, Medusa đường rồng và Cyrus ở vị trí trợ thủ. Như vậy là so với trận đấu lượt đi thì bên phía Bichon Gaming đưa ra một sự thay đổi khi mà người chơi đường rồng ngày hôm nay sẽ là Medusa chứ không phải là Talon. Ở trong giai đoạn lượt đi cũng là trận thi đấu này thì Talon mới là người thi đấu ở vị trí đường rồng, và ngày hôm đó thì Severus Esports là đội tuyển đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Severus Esports cũng đứng ở vị trí thứ hai, họ đứng ở vị trí thứ hai từ trên xuống, còn Bichon Gaming đối thủ của họ thì đứng ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Một giai đoạn lượt đi thật sự tuyệt vời đối với quyền vương Severus Esports khi họ đã tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác để xếp ở vị trí thứ hai, có cùng điểm số với các đội tuyển rất mạnh là Team Flash và Pháp Esports. Ở trong 3 trận đấu gần nhất họ có 2 chiến thắng, chiến thắng 3-0 trước Heavy, chiến thắng 3-2 trước Pháp Esports, và họ để thua một trận đấu với tỷ số là 0-3 trước Sài Gòn Phantom. Rất đáng tiếc dành cho Cyber Esports khi mà ở trong trận thi đấu cuối cùng tại giai đoạn lượt đi thì họ lại không có được bất kỳ một điểm số nào trước đội tuyển đầu bảng Sài Gòn Phantom. Để bây giờ thì khoảng cách giữa Severus và Sài Gòn Phantom cũng đã là tương đối lớn rồi. Đây là lineup của Severus Esports trong trận đấu này. 120 ký ở đường tà thần Seiza, Judas đi rừng, HuyDZ đường giữa, Dian ở vị trí xạ thủ, và cuối cùng là Case thi đấu ở vị trí trợ thủ. Như vậy là khác với bên phía Bichon Gaming thì ở trong trận đấu tại giai đoạn lượt về, Severus Esports không có sự thay đổi nào so với trận đấu ở giai đoạn lượt đi. Chính xác là vẫn những con người này là những người đã làm nên thành công cho Cyrus ở trong giai đoạn lượt đi của mùa giải. Và không sai thì khỏi sửa thôi, họ vẫn sẽ lựa chọn những gương mặt này để có mặt trong giai đoạn lượt về. Play to watch ở cặp đấu này, Kubo đường rừng bên phía đội tuyển B2F Gaming và Case trợ thủ của đội tuyển Cerberus Esports. Những con số đương nhiên là đều ủng hộ người chơi trợ thủ mới nổi ở trong mùa giải năm nay của đội tuyển Cerberus Esports. Anh chàng Case với cách chơi, với những cách mà anh ta sử dụng những vị tướng như kiểu là Rui đầy ý đồ và mang đến rất nhiều những bất ngờ cho những đối thủ mỗi khi phải đối đầu với Cerberus Esports. Đâu đó thì Cerberus Esports khi mà họ phải gặp gỡ những đội tuyển mạnh hơn như kiểu là Sài Gòn Phantom thì họ cũng đã phần nào bị giải mã đi rồi. Nhưng trong các trận đấu với những đối thủ được đánh giá là ngang cơ hoặc có thể coi là yếu hơn như ngày hôm nay gặp B2F Gaming chẳng hạn, thì Cerberus Esports họ thường chơi là tốt. Đội tuyển này đang cho thấy một sự ổn định thực sự ở trong mùa giải này. Và nếu như phải nhận phần thua trước những đội tuyển mạnh thì Cerberus Esports vẫn hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là có được trọn vẹn 3 điểm trước những đội tuyển như kiểu là B2F ngày hôm nay. Và qua đó thì Cerberus Esports đương nhiên rồi, họ sẽ tiếp tục hướng đến cho mình một vị trí ở trong top 4, thậm chí là vị trí thứ nhì, để qua đó có được một vị trí luôn ở trong trận đấu playoff 2. Trận thua 0-3 trước Sài Gòn Phantom rõ ràng đã đưa Cerberus Esports trở lại mặt đất để họ có thể bình tĩnh hơn, để nhìn nhận lại họ đã có một giai đoạn lượt đi tuyệt vời, và trận thua đó có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của đội tuyển này. Tuy nhiên cũng sẽ có những câu hỏi được đặt ra từ phía khán giả rằng liệu Cerberus Esports có thể thích nghi tốt khi mà meta thay đổi ở trong giai đoạn lượt về này hay không. Liệu Cerberus Esports khi những bài đánh sở trường của họ đã bị các đội tuyển khác nắm được thì họ có còn mạnh mẽ như ở trong giai đoạn lượt đi hay không. Và ngày hôm nay thì Cerberus Esports sẽ có trận đấu đầu tiên để trả lời cho những câu hỏi đó. Và ở trong ván đấu đầu tiên của kèo đấu BO5 này, Cerberus Esports sẽ ở bên phía đội đỏ. Họ đã cấm đi bộ đôi Kira, cùng với đó là Richter. Trong khi đó Bichon Gaming ở bên phía đội xanh, họ cấm đi hai vị tướng, đó là Zip cùng với Florentino. Tỷ lệ ủng hộ trên fanpage cao thủ Liên Quân Mobile đó là 88% dành cho Quyền Vương, con số là áp đảo so với B2F Gaming. Rõ ràng là như vậy rồi, khi mà trong giai đoạn lượt về này, trước khi nó diễn ra, chúng ta đã nói về việc là B2F nếu như họ muốn có được một sức bật thật lớn thì có lẽ họ phải hướng đến cho mình những bản hợp đồng để có thể thay đổi về mặt con người, có những sự bổ sung chẳng hạn. Nhưng ở trên thực tế B2F đã không có được điều này, và vì vậy mà có vẻ như cho đến thời điểm hiện tại thì không có nhiều niềm tin dành cho đội tuyển B2F Gaming. Cerberus Esports sẽ ở bên phía đội đỏ, và như vậy là họ sẽ có hai con tướng trước ở trong ván đấu đầu tiên của trận đấu này. Lữ Bố là lựa chọn của B2F Gaming, và có lẽ nó sẽ nằm trong tay của hoặc Martin hoặc là Kubo trong trận đấu này. Còn Cerberus thì hướng đến cho mình là Airi, một quân bài cũng đã có phần được tăng sức mạnh ở phiên bản hiện tại. Và với sự điều chỉnh sức mạnh này thì Airi đang trở thành một quân bài rất hot ở khu vực đường tà thần Seiza. Ngày hôm qua thì trong hai ván đấu đầu tiên, cả Vgaming lẫn Sài Gòn Phantom đều rất ưu tiên vào vị tướng Airi này. Và cá nhân đồng năm của bên phía Sài Gòn Phantom cũng đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng, đặc biệt là trong giai đoạn sau, với sự dũng mãnh đến từ chất tướng đấu sĩ này. Ở bên phía B2F Gaming, nếu như tôi nhớ không nhầm thì ở trong ván đấu đầu tiên gặp Cerberus Esports, trận đấu ở giai đoạn lượt đi, họ cũng lấy Lữ Bố dành cho Kubo và không thể có được thắng lợi. Ngày hôm nay thì B2F Gaming vẫn tiếp tục ưu tiên vào Lữ Bố, sau đó thì họ đang hướng đến bộ đôi đó là Rat cùng với Maja. Cả Rat và Maja cùng được lựa chọn một lúc thì rõ ràng là Rat sẽ thi đấu ở khu vực đường giữa, còn Maja
sẽ thi đấu ở vị trí trợ thủ rồi. Dạo gần đây thì Maja đang nổi lên rất mạnh mẽ ở vị trí trợ thủ với sự khó chịu của mình cùng với lượng sát thương đầu ra cũng là rất tốt. Ngoài ra thì Maja cũng sẽ bổ sung được cho Rat một yếu tố mà Rat khá yếu, đó là khả năng giảm hồi phục khi lên cho mình món trang bị là sách truy hồn. Hoàn toàn đồng ý, như vậy là sẽ có Maja trong tay của Cyrus ở trong trận đấu này. Maja thực ra cũng là một lựa chọn mà có thể nói là đã quen ở trong giai đoạn lượt đi, khi mà các vị tướng khả năng dồn sát thương lớn gây ra một lượng sát thương trên diện rộng như kiểu là Lorion hay là Airi với cái long kiếm của mình chẳng hạn, thì Maja có thể bấm cho mình chiêu cuối và qua đó thì có thể khiến cho đối phương bị vô hiệu hóa đi lượng sát thương đó. Simulani Sport sẽ hướng đến cho mình lựa chọn ở slot 3 của mình dành cho Dian, quân bài Violet, một trong quân bài mà Dian chơi rất nhiều, không chỉ tại mùa giải này mà trước đây nữa, nhưng có lẽ là cho đến mùa giải này thì Violet của Dian mới thực sự nổi lên như là một quân bài thực sự mạnh mẽ trong tay của chàng xạ thủ này. Trước đó là Lorion. Lorion cũng giống như Airi là một trong quân bài được tăng sức mạnh ở trong phiên bản này. Airi thì lượng sức mạnh ở nội tại sắc lẻm của cô nàng này đã được tăng lên, thay vì 120% công vật lý thì sẽ là 150% công vật lý, một con số hoàn toàn là không nhỏ một chút nào cả. Bên cạnh đó thì sát thương thêm lên quái lính ở trong đòn đánh thứ nhất, đòn phi tiêu của Airi cũng được tăng lên, có nghĩa rằng là Airi giờ đây sẽ dọn lính nhanh hơn và qua đó có thể đảo đường được tốt hơn. Lý do cho việc mà Superior Sport lựa chọn Airi cũng như Lorion hoàn toàn hợp lý mà thôi, hai lựa chọn tôi nghĩ rằng là tốt dành cho Superior Sport. Airi với nội tại được tăng sức mạnh, cùng với đó là phi tiêu có thể đem lại khả năng farm nhanh hơn, cũng hoàn toàn có thể xuất hiện ở vị trí đi rừng. Đúng, nếu ý. Như bên phía Sport Esports muốn làm điều này ở trong ván đấu đầu tiên, Airi cũng là một vị tướng rất cơ động và phù hợp với lối chơi của Judas, lối chơi với những quân bài sát thủ có sự cơ động cao, có khả năng hoạt động độc lập tốt, cũng như là có khả năng giao tranh mạnh mẽ ở trong những cuộc đối đầu nhỏ lẻ ở nửa trên của bản đồ. Nhưng như vậy thì sẽ hơi bị kiểu hơi ngắn một tí vì thiếu cái tốc biến, đúng không? Không, nhưng mà bây giờ Airi lướt tối đa được 4 lần, nên nếu như có thể tận dụng tốt tất cả bộ chiêu thức, mà tôi tin rằng là với một người đã từng đạt đến vị trí top 1 đấu đỉnh cao Judas thì sẽ có thể thi đấu tốt Airi ở vị trí đi rừng mà thôi. Tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ là như vậy. Bởi lẽ như chúng ta cũng đã biết rằng trước đây thì Airi cầm theo cái tốc biến thì đôi khi chiêu cuối với không đến chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm phép bổ trợ và qua đó có thể long kiếm vào người của đối phương, có thể có được những lần hất tung và thêm được những lần kiếm vũ nữa. Đây sẽ là lựa chọn thứ tư dành cho đội tuyển Cyber Sport, sẽ là Mina. Với Mina này thì cũng chưa biết được, bởi vì đây là một lựa chọn có thể chơi ở vị trí đường trên trong tay 120 ký, ngoài ra thì cũng có thể chơi trợ thủ trong tay của Case. Còn đối với VTF Gaming thì họ sẽ cần phải hoàn thiện đội hình của mình ngay sau đây với 2 AT dành cho Medusa. Và nếu lựa chọn như thế này thì có vẻ như là slot cuối sẽ dành cho đường trên và đẩy Lữ Bố vào rừng, giống như ở trong trận đấu với đội tuyển Super Esport ở trong giai đoạn lượt đi chăng. Sẽ là Q dành cho Martin cùng với 2 AT của Medusa. Đây là hai sự lựa chọn tôi nghĩ rằng là hợp lý dành cho bên phía VTF Gaming ở trong ván thi đấu này, nếu như nó được khóa vào. Nhưng có lẽ là Martin đang muốn hướng đến một quân bài khác. Lúc đầu thì là Q, xong chuyển sang Rossi, lại quay về nhà Q, và bây giờ thì có vẻ như là chốt lại sẽ là Yena dành cho Martin ở vị trí đường tà thần Seiza để có thể đối đầu được với Airi. Có lẽ rằng là VTF Gaming vẫn đang nghĩ Airi sẽ là Airi của 120 ký ở đường tà thần. Có nghĩa rằng sự chủ động về mặt ban pick đang thuộc nhiều hơn về Cyber Esports, khi mà đối phương lại đang phải đọc bài của Cyber nhiều hơn. Việc họ băn khoăn trong việc lựa chọn giữa Q, giữa Yena ở khu vực đường trên cho thấy điều đó. Và bây giờ thì Cyber đang đọc bài lại đối phương để có thể đưa ra đối sách hợp lý của mình. Nếu như họ muốn để cho Airi đối đầu với Yena khu vực đường trên thì họ hoàn toàn có thể lựa chọn một bài đi rừng khác. Còn nếu như họ muốn đưa Airi vào khu vực đường rừng và chọn một kèo đường trên sẽ có thể khắc chế được Yena thì họ sẽ đưa ra một lựa chọn đường trên ngay ở lựa chọn này của Case. Nghĩ khá là lâu, còn không nhiều thời gian dành cho slot cuối của đội tuyển Cyber Esports. Chỉ còn lại vài giây cuối cùng mà thôi. Ủa? Và Elsu đã là vị tướng được đưa ra. Như vậy thì hoàn toàn có thể sẽ là Lorion ở vị trí trợ thủ nằm trong tay của Case. Elsu đường giữa, Mina đường tà thần và Airi sẽ thi đấu ở vị trí đi rừng. Hoặc là Violet cũng có thể được đẩy vào rừng. Nhưng cách sắp xếp của tôi có vẻ là chính xác rồi. Lorion xuất hiện ở vị trí trợ thủ. Điều này là điều mà Tony của bên phía đội tuyển Talon, đương kim vô địch của giải đấu APL Thái Lan, đã làm tương đối nhiều lần tại giải đấu APL trong giai đoạn vừa qua. Và có vẻ như đây là một sự học hỏi đến từ người chơi trẻ tuổi Case nói riêng, cũng như là Cyber Esports Khuyển Vương nói chung. Đúng là như Dũng vừa mới đưa ra phán đoán của mình, sẽ có Lorion trợ thủ trong tay của Case ở trong ván đấu này, đứng giữa WDZ cầm Violet. Wow,
Và đường rồng đó là Dian với quân bài Elsu. Đường rừng Airi đứng trên đó là quân bài Mina. Một lựa chọn về mặt đội hình mang đến những bất ngờ cho chúng ta của Super League Sport ở trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về của Quyền Vương. Tôi nghĩ rằng Lorient hoàn toàn có thể đi ở khu vực đường trợ thủ được. Không chỉ với việc là Tony bên phía Thái Lan cũng đã làm điều này, mà trên thực tế thì về chất tướng Lorient, đây là một vị tướng có khả năng chống chịu là tương đối ổn, chứ không tồn một chút nào cả nếu như anh ta có cho mình cái mặt nạ Berit. Cùng với đấy thì với việc là anh ta có thể tạo ra khả năng khống chế cứng là tương đối tốt với chiêu cuối bão từ trường, nâng được đối phương lên, thì tại sao lại không đưa anh ta vào khu vực đường trợ thủ? Đúng là như vậy, Lorient có đủ những tố chất để trở thành một trợ thủ có khả năng tấn công mạnh ở trong giai đoạn đầu game. Và Cyber Esports sẽ tận dụng điều đó ở trong ván đấu đầu tiên này. VDZ cùng với Case đang có mặt ở đây, trong khi đó thì Dian sẽ đảm nhận vị trí đường rồng. Violet cũng là một vị tướng xạ thủ có thể thi đấu ở vị trí đường giữa, và điều này thì chúng ta cũng đã từng thấy vài đội tuyển làm điều đó rồi. Nunu bên phía Thái Lan. Có vẻ như là Cyber Esports trong quãng thời gian một tuần nghỉ ngơi vừa qua thì họ cũng đã chịu khó nghiên cứu những bài đánh ở các giải đấu khác. Và đâu đó chúng ta nhìn thấy hình ảnh của một số những đội tuyển bên phía một khu vực rất mạnh của lĩnh vực mobile thế giới là đội tuyển Thái Lan đang có ở trong trận đấu này của đội tuyển Cyber Esports. Nhưng những bước di chuyển đầu tiên dường như đang hơi rời rạc. Case đang mấp máy vào con quái nhỏ khu vực đường dưới này, nhưng không có sự dồn đam đến từ Dian, và con quái đang đứng ở vị trí mà nó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Con quái vẫn hờ hững đứng ở đó, nhưng chả ai có thể ăn nó đi cả đây rồi. Đi quá xa khỏi khu vực hang nhà mình, và nó sẽ được giữ lại cho vòng rừng đầu tiên trọn vẹn dành cho Kubo. Kubo đang chưa hoàn thành cho mình nửa rừng bùa xanh, và bây giờ thì con khỉ đầu lá này có lẽ nó sẽ bị cướp đi bởi VDZ và Case. Kubo ăn nhện, Kubo quay sang ăn cho mình con nhện. Anh ta rất cẩn thận dọn dẹp cả ba bãi quái ở bên phía khu vực rừng bùa xanh của mình. Thế là mất luôn đi con khỉ đầu lá. Nếu như anh ta bỏ con nhện quay sang đây thì có thể giữ lại được con khỉ rồi. Lựa chọn của anh ta không phải là như vậy. Quay ra ăn cho mình hai lính khu vực đường giữa này, chia kinh nghiệm cùng với Reyna. Có Cyrus ở đây nữa. Bộ đôi VDZ cùng với Case đang di chuyển cùng với nhau tương đối nhiều. Bộ đôi này thì cũng có thể coi là một bộ đôi chị em cấu rỉa được, khi mà Case cũng có khả năng tạo ra vệ ồn trùng cấu rỉa khó chịu lên đối phương. Đương nhiên Violet làm vị tướng tay dài hàng đầu và cũng mang đến sự khó chịu rất lớn. Việc cướp quái con là đơn giản. Còn đây sẽ là tình huống ăn rồng đến từ B2F Gaming. Severus ăn rơi, còn B2F ăn rồng. Và hai đội đều có cho mình mục tiêu cần thiết ở trong giai đoạn đầu. Case vừa rồi đã phi vào hang. Thật may cho Case là bốn thành viên của B2F không quay lại đánh, nếu không thì Case sẽ phải mất đi tốc biến để chạy qua phía bên kia của hang rồng. Về mặt lượng tiền, B2F Gaming đang khá hơn đối phương khoảng ít tiền không, bây giờ thì ngang bằng, thậm chí là cũng có phần là thấp hơn một chút. Bởi lẽ vừa nãy thì B2F Gaming lựa chọn cho mình là ăn cho mình con rồng, trong khi đó thì Cyberdot Esports có cho mình con rơi. Giai đoạn đầu của ván đấu đang diễn ra một cách tương đối êm đềm. Case với quân bài Lorient trợ thủ này chưa mang lại quá nhiều điều. Anh ta lao sang bên kia chiến tuyến, anh ta có cho mình chiêu cuối tốc biến qua bên kia một tường, nhưng anh ta không nâng được ai cả. Trong khi đó Reyna đang cấu rỉa vào vị trí của đối phương. Ở đây Medusa cũng có mặt ở bên hành lang cánh. VDZ có những cú bắn và không có điều gì xảy ra hết. Một tình huống mà Cyber Esports tập trung 5 người trước ở khu vực đường giữa, và họ muốn tổ chức giao tranh với sự năng nổ đến từ Lorient của Case. Nhưng vừa rồi thì bão từ trường lại không hất tung được một mục tiêu nào cả, nên bên phía Cyber Esports đành chấp nhận lùi về mà thôi. Khi mà ở nửa dưới bản đồ thì Yena của Martin trong pha thi đấu vừa rồi vừa có khoảng trống để có thể đẩy lính vào. Hai AT của Medusa thì được thuyên chuyển lên khu vực đường tà thần xe ra. Luân chuyển đường kiểu này sẽ là hợp lý dành cho bên phía B2F Gaming khi họ giải phóng được hai AT không bị kìm kẹp dưới sức ép về những viên viễn trình kích ở tầm xa của Dian. Và Yena thì có lẽ là cũng không gặp phải vấn đề gì đó quá khó khăn khi phải đối đầu với Elsu. Đồng ý, Yena có lướt được với cái toái nguyệt trảm hoàn toàn thể tránh ra khỏi những tình huống bắn viễn trình kích. Tiếp tục là pha thực hiện qua bên kia bờ tường của Case. Theo những con số chúng ta vừa nhìn thấy mặt trên màn hình, trước hết chúng ta đến tình huống vào giao tranh này đã, khi mà có long kiếm được tạo ra, sau đó cầu băng xương được bật lên trên cung đầu, nó đã thuộc về Kubo và nâng lên với tình huống bão từ trường, nhưng có cầu bật kịp thời đến từ Martin. Qua đó thì B2F Gaming họ bảo toàn được mạng sống của cả năm thành viên và quay về có lợi với tình huống ăn được chiến công đầu đối phương. Gastron Power One thần tốc ở trong ván thi đấu đầu tiên đã thuộc về B2F Gaming. Lần này thì lại là một pha đụng độ ở khu vực đường giữa nữa, nhưng đến cuối cùng thì B2F vẫn là những người hợp lý hơn. 2 đánh 2 ở khu vực đường dưới, đây là sức mạnh của Lorient đẩy lùi Martin về với một lượng máu thấp. VDZ tự tin bắn tiếp vào vị trí của Cyrus, nhưng cũng đã hết tầm tranh chấp rồi. Reyna đang di chuyển xuống đây, bị phát hiện ra bởi xạ thủ đường giữa ở bên phía đối phương, và có lẽ là cả đôi bên lại chấp nhận lùi về mà thôi. Vừa nãy chúng ta nhìn thấy một thông số, B2F là đội tuyển có số mạng chiến công đầu ít nhất sau giai đoạn lượt đi với chỉ 10 mạng chiến công đầu thôi, tức là còn kém cả đội tuyển xếp cuối là Heavy nữa. Nhưng ở trong trận đấu này thì họ đã có một sự tiến bộ chúng ta nhìn thấy rồi, đó là mạng chiến công đầu dành cho đội tuyển B2F Gaming. Họ đang làm khá ổn trong giai đoạn đầu của ván đấu này.
Trong khi đó thì đối với Cerberus Esports, tôi chưa nhìn thấy việc lựa chọn Lorion trợ thủ của Kayce mang đến quá nhiều những sự lợi hại. Chúng ta còn nhớ rằng pha giao tranh khu vực đứng giữa thì Kayce có một pha xử lý theo tôi cũng hơi cồng kềnh chút. Anh ta dùng chiêu cuối sau đó tốc biến qua bên kia bờ tường, nó hơi bị kiểu ngắn ấy, cũng với đến thành viên của đối phương. Đúng là như vậy, vẫn chưa thấy những pha đột biến thật sự đến từ Lorion trợ thủ nằm trong tay của Kayce. Nhưng dẫu sao thì tôi nghĩ rằng là Lorion cũng đang đem lại một sức bật tốt ở trong giai đoạn đầu dành cho bộ tướng của bên phía Cerberus trong việc kiểm soát bản đồ cũng như là tạo khoảng trống dành cho xạ thủ Violet ở khu vực đường giữa được farm. Medusa vẫn nhất quyết không đi đường cùng với Elsu của Dian. Đúng rồi. Cứ Dian xuất hiện ở đâu thì Medusa chạy và đi ở đường ngược lại. Bởi lẽ anh ta thua kèo, đơn giản là như vậy thôi. Khi mà Hayate anh ta muốn dọn lính, anh ta phải đứng thẳng đường với những con lính thì mới dọn nhanh được. Còn Elsu nếu như anh ta đứng thẳng thì đương nhiên anh ta sẽ là con mồi cho những viên viễn trình kích của người chơi xạ thủ của Cerberus thôi. Phút thi đấu thứ 6 và B2M Gaming đang làm khá tốt ở trong ván thi đấu này. Nếu như ở trận đấu lượt đi chúng ta thấy được sự trên cơ và một sự đàn áp đến từ Cerberus thì ở trong trận đấu lượt về này B2M Gaming đang làm rất tốt. Và vừa nói xong họ có được cái trụ đầu tiên ở trong bán đấu. Cùng với đó là thêm một điểm chiến công của 120 ký nữa rồi. Đó là sự lợi hại đến từ Ác Hồn. Khu vực đường giữa này thì Judas đuổi Martin về, nhưng Martin thì về thôi, anh ta không dại gì để giao tranh với người đi rừng của đối phương cả. B2M đang làm ổn ở trong trận đấu này. Bão phi tiêu cũng mang đến rất nhiều sát thương và họ có áp lực để lấy được cho mình cái trụ đầu tiên của trận đấu. Nhưng đường giữa này đang cố gắng lấy ngược trụ đến từ đội tuyển Cerberus Esports. Họ lấy được khoảng 1/3 máu cái trụ khu vực đường giữa này mà thôi. Chỉ là 1/3 máu mà thôi khi mà Kubo vẫn đã xuất hiện kịp thời. Judas tấn công vào vị trí của Martin cùng với Dian. Đây là sự lợi hại đến từ Jaina khi mà phòng ngự lính ở trong trụ là rất dễ dàng với những lần tụ nguyệt chạm. Đồng ý, có thể là anh ta cũng sẽ cầm thêm phù hiệu nhánh nhỏ của rừng nguyên sinh, mang đến khả năng cố thủ tốt hơn ở trong khu vực gần trụ của anh ta. Ở khu vực đường giữa này, Huy DZ bắt đầu được nhường cho mình những bãi quái nhỏ. Anh ta có lẽ khi mà đi khu vực đường giữa này thì việc farm của Violet sẽ không diễn ra được thực sự quá tốt. Wow, con bùa nó được giữ lại với pha trừng trị tốt đến từ vị trí của Kubo. Về mặt lượng tiền thì cho đến thời điểm hiện tại hai người đi rừng đều đang có số lượng tiền là sấp xỉ, nhưng hai AT ở trong tay của Medusa đang làm khá tốt trong việc farm và anh ta nhiều hơn khoảng hơn 1000 tiền so với những gì mà Dian có được. Con rồng này được cướp đi đúng không? Con rồng được cướp đi, bởi đó là Judas. Kubo và Medusa đang ăn nói nhưng Judas đã đến và dường như anh ta ném chiêu một lấy được rồng. Bên phía B2M Gaming họ đang làm khá tốt ở trong ván thi đấu này. Họ đang bắt đầu kế hoạch snowball của mình với xuất tướng cực mạnh là Lữ Bố ở trong giai đoạn giữa game. Khi đã có KDA là 1-0-1 trước đó, 1000 tiền chênh lệch là những gì mà B2M Gaming hơn so với bên phía Cerberus Esports. B2M Gaming vẫn thường có thể đánh được tốt ở trong giai đoạn đầu và giữa ván đấu, nhưng bây giờ là lúc mà chúng ta cần kiểm nghiệm xem là họ có thể đánh tốt ở trong giai đoạn sau hay không. Một tình huống mà 4 thành viên bên phía B2M Gaming đang khiến cho hai quả cầu băng sương bị mất đi, và sau đó thì 120 lên bảng đếm số rồi. Kubo lùi đi rất hợp lý khi có sự xuất hiện của cả Judas lẫn Huy DZ. Nếu như anh ta cố chấp ở lại và tấn công vào vị trí của Kayce thì thứ nhất chỉ lấy được mạng của một trợ thủ đối phương là tối đa, và thứ hai có thể anh ta sẽ là người chết ngược ở trong tình huống đó. Khu vực đường giữa vừa rồi là một tình huống xử lý tốt đến từ Martin. Anh ta đã tanh tương đối lâu, một lượng sát thương lớn được dồn vào vị trí của Jaina, nhưng sau đó thì với việc chuyển qua dạng đao lớn thì anh ta vẫn có thể về được với khả năng chống chịu là cực kỳ ổn. Và đường trên này thì cái máu trụ chỉ còn khoảng một nửa thôi, đang là những ưu thế dành cho đội tuyển B2F Gaming. Nhưng nên nhớ rằng trong giai đoạn lượt đi thì B2F cũng thường xuyên làm tốt trong giai đoạn đầu và sau đó không làm tốt trong giai đoạn tiếp theo. Đây là tình huống mã hồn được bật lên nhưng lại hơi với rồi. Dian cũng đã thoát về rất nhanh với cái tốc biến cùng chiêu cuối giật bắn của mình. Huy DZ chơi Violet nhưng cũng khá thường xuyên di chuyển cơ động và hỗ trợ cho những người đồng đội. Điều đó lại đang khiến cho Violet có một lượng cấp độ là tương đối khiêm tốn nếu so với xạ thủ Dian. Tôi nghĩ rằng là ở trong giai đoạn sau thì xạ thủ chủ lực hơn của bên phía Cerberus Esports sẽ phải là Huy DZ với con bài Violet này. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Đường trên này sau khi lấy đi cái mạng của Kayce thì sẽ có trụ dành cho đội tuyển Cerberus Esports một cách khá dễ dàng, không đủ người khu vực đường trên khi mà Martin đã về trước đó. Martin vào hơi sâu, bây giờ anh ta đang cố gắng tấn công vào vị trí của Kayce. Tụ nguyệt chản tiếp tục tấn công vào Kayce. Đây là tình huống Reyna đang có bò tương đối mượt mà, nhưng Kayce có khả năng chống chịu tương đối tốt. Anh ta bật lên cho mình chiêu cuối, chưa kịp nâng thì đã phải nằm lại rồi. Một tình huống chủ động đến từ Martin cùng với Reyna khi mà Kubo kêu gọi là mình đang di chuyển lên khu vực đường trên và người chơi trợ thủ của bên phía Cerberus Esports đã phải nằm xuống rồi. Lorion với phù hiệu cả lợi và hại của Kayce quả thật là đang chưa thể hiện được nhiều ở trong game đấu đầu tiên này. Và bởi vậy nên bên phía B2M Gaming họ vẫn đang có một thế trận là tốt hơn. Họ đã có được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên rồi. Khoảng cách tiền được nâng lên con số 2000 ở phút thi đấu thứ 10 này. Đang tấn công vào hang bùa đỏ, 129 là mục tiêu. Martin cũng rất tự tin. Bên cạnh ấy là Kubo cùng với Cyrus, nhưng họ quyết định là kêu gọi nhau lùi về.
Ăn được trụ một khu vực đường trên là một ưu thế dành cho B2F Gaming. Bây giờ là thời điểm phút thứ 9 rưỡi rồi và họ đang dần dần có được khoảng cách về mặt lượng tiền so với đối phương bây giờ là khoảng hơn 2.000 tiền. Sardust là người bị tấn công vào nhưng anh ta có cho mình phù hiệu thuẫn và anh ta có thể lướt được về một cách tương đối dễ dàng. Có trụ đường trên đồng nghĩa với việc là họ sẽ có ở lượng tầm nhìn là ổn. Bây giờ thì hướng đến cho mình là một lượng người ở khu vực đường giữa này để qua đó gây được sức ép. Trận này thì Rina lên cho mình sách chứ không phải người lên sách truy hồn, đó là Sardust. Mà slot đầu tiên tôi đã nhìn thấy đó là quyển sách đến từ vị trí của Rat trong tay Rina. Trong khi đó thì Sardust lại lựa chọn lên full chống chịu với những trang bị mà mình đang có ở thời điểm này dành cho vị tướng Maja, để sự khó chịu của Maja càng trở nên ác liệt hơn nữa. Có đồ giải đến từ Maja trong tay Sardust và qua đó thì anh ta sẽ không sợ những cú nâng bão từ trường đến từ vị trí của Case. Case cũng đã lên cho mình cái đồ giải rồi, là cái đại địa mở trói. Có lẽ để ngăn cản những tình huống hất tung đến từ vị trí của Kubo cũng như là những pha khống chế khó chịu khi mà Rina có được cho mình chiêu cuối hay là cú đá nội tại của anh chàng này. Bây giờ là tấn công vào vị trí của hàng tà thần Seiza đến từ đội tuyển B2F Esports. Và 100 anh ký biết được điều này, anh ta muốn làm một điều gì đó. Anh ta lao đến Kubo chừng trị thành công con tà thần. 100 anh ký anh ta đang phải bỏ chạy đi, anh ta tốc biến thoát đi, đang bắn với theo Rina đang lao đến. 100 anh ký vẫn có thể lướt được về Kubo, đang đến với 3 lần lướt của mình. Anh ta lấy được cái mạng của 120 ký. Medusa có mặt ở đây, anh ta bắn phi tiêu của Huy là tương đối đau. Trong khi đó Case bị hủy diệt bởi Martin. Như vậy là B2F đang có ưu thế hoàn toàn trong tình huống này rồi. Đúng là như vậy, họ đã lấy được hai điểm hạ gục của bên phía đối phương. Judas đang là người duy nhất phòng ngự ở cái trụ đường giữa này và bên phía B2F mình không cho thấy dấu hiệu của sự lùi lại. Judas sử dụng phi tiêu của mình để lấy đi con xe một cách rất hợp lý và tiếp tục phòng ngự được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa dành cho bên phía của Cyber Esports. Đây là điểm tựa để những xạ thủ của bên phía Cyber Esports có thêm thời gian và lớn lên ở trong giai đoạn sau. Bây giờ thì khoảng cách giữa hai xạ thủ bên phía Cyber Esports và xạ thủ duy nhất của bên phía B2F Gaming là Medusa đang là tương đối lớn. Khi trong pha ăn tà thần xảy ra vừa rồi thì Medusa đã có lượng tiền lên đến hơn 8.000, có lẽ bây giờ nó cũng đã phải ở khoảng 9.000 tiền rồi. Đúng là như vậy, đã hoàn thành xong cho mình thánh kiếm và chỉ còn một món trang bị nữa thôi thì hai AT sẽ full đồ, và khi đó thì có lẽ là thời điểm mà B2F Gaming sẽ đẩy mạnh sức ép của mình hơn bao giờ hết. Con rồng tiên phong cũng đang được họ thả một cách khá từ tốn ở khu vực đường dưới nữa. Hai AT bắn đau rồi, hai AT có chí mạng rồi, hai AT phun tốc đánh rồi, anh ta sẽ bắn cực kỳ đau. Đây là cú nâng đến từ vị trí của Case nhưng nó không hiệu quả. 100 AK một lần nữa lại là một tanker và anh ta chỉ làm một nhiệm vụ, đó là giơ mặt lên để có thể đỡ đòn mà thôi. Khu vực đường giữa này là xe, là lính đang được đẩy vào nhưng Cyber Esports có tới 4 thành viên ở đây, họ sẽ giải quyết được những con xe lính. Rồng thả khu vực đường dưới. Sức ép đang được tăng lên dần bởi các tuyển thủ bên phía ở B2F Gaming. Một lần nữa thì xin được nhắc lại, trong giai đoạn lượt đi thì đội tuyển này thường xuyên gặp những sai lầm ở trong giai đoạn giữa đến cuối. Và đây sẽ là một bài kiểm tra thực sự để xem là B2F liệu rằng họ đã sửa được điều đó hay chưa, họ đã vượt qua được chính mình hay chưa. Con rồng tiên phong này có lẽ là nó cũng lại hơi lãng phí mất rồi khi mà nó đã bị triệt tiêu đi đa số lượng máu của mình bởi cái trụ cũng như là các thành viên bên phía Cyber Esports. 5 thành viên của B2F Gaming tấn công vào 120 ký thêm một lần nữa hồi phục là tốt, nhưng 120 ký vẫn phải lên bảng đếm số. Judas sử dụng rất nhiều lần kiếm vũ để bỏ chạy đi. Trong khi đó thì lượng máu của cả 5 thành viên bên phía B2F Gaming chúng ta thấy là không suy chuyển quá nhiều. Không suy chuyển nhiều và họ vẫn còn hoàn toàn rất nhiều cơ sở để có thể tấn công ở cái trụ khu vực đường dưới này. Trụ 2 được giải quyết đi bởi B2F Gaming. Bây giờ thì Cyber Esports sau khi họ mất đi 100 AK, họ không dám ra phòng thủ cố chấp ở khu vực đường giữa này, cái trụ 2 nữa, mà qua đó phải lùi về để có thể phòng thủ tiếp được những cái trụ bậc thềm. Cú nâng vừa rồi đến từ vị trí của Case không nâng được ai cả, trước đó thì người ta nâng được 3 người nhưng Case không có cơ sở để có thể lao vào. Bắn đau đến từ Dian, có lẽ anh ta cũng đã có đủ lượng sát thương để có thể cấu rỉa và có thể dọn dẹp lính tốt rồi. Và với Violet trong tay HuyDZ nữa thì tôi tin rằng giai đoạn này là giai đoạn mà đội tuyển Cyber Esports họ có thể phòng thủ được. Họ có thể phòng ngự được và họ cũng đang chờ đợi những sát thương chủ lực trong đội hình của mình. Violet của HuyDZ cũng có một cái DA đẹp là trọn vẹn với 100, chưa phải nằm xuống bất kỳ một lần nào. Lượng tiền là 8.300 tiền, nhưng đây là một lượng tiền mà có lẽ là HuyDZ cần phải đẩy nhanh tốc độ của quá trình farm lên để tiếp thêm niềm tin dành cho những người đồng đội ở trong giai đoạn sau, khi mà con tà thần Seiza tiếp theo nó cũng đã xuất hiện rồi và nhiều khả năng là bên phía B2F Gaming sẽ lại kiểm soát được con tà thần Seiza này với lượng chênh lệch mà họ đang sở hữu so với đối thủ. Hoàn toàn là chênh lệch tương đối lớn. Và lúc này đây thì có vẻ như là 100 AK đang thực sự là không có được một trận đấu tốt. Anh ta đang ok đây là 050 và lượng tiền nó là quá khiêm tốn với chỉ 6.500 tiền. Anh ta đã lên cho mình hai món đồ lớn rồi, đó là cái khiên thất truyền cùng với cái khuôn chống choi. Nhưng chừng đó có vẻ như là chưa đủ với lượng sát thương mà hai AT đang có ở thời điểm hiện tại. Anh ta full đồ mất rồi và 100 AK cũng sẽ thực sự mềm khi anh ta phải nhận những chuỗi phi tiêu đến từ hai AT mà thôi. Con tà thần Seiza thứ hai nó đã được ăn bởi B2F Gaming mà không có bất kỳ sự can thiệp nào đến từ Cyber Esports cả.
Lần đầu tiên họ có được tà thần thì họ chỉ lấy được cho mình dàn trụ ngoài của đối phương. Còn thiếu một cái trụ hai khu vực đường trên nữa họ chưa lấy được mà thôi. Và họ quyết định là để cho con rồng tiên phong nó sẽ bay ở khu vực đường trên đó. Và con tà thần xây ra thứ hai này thì buộc bên phía VTube của mình phải lấy được nhiều hơn để có lợi thế. Bởi rõ ràng ở trong giai đoạn sau thì đội hình của đối phương là một đội hình có hai xạ thủ, trong đó có một Violet rất lết. Đương nhiên Medusa với chiếc tướng 2 AT cũng sẽ là một chiếc tướng lết và có khả năng giao tranh tổng tốt. Nhưng chẳng tội gì khi mà mình đang có nhiều lợi thế như thế này mà lại để đối phương cân bằng và lại phải đưa vào một thế khó đánh hơn ở trong giai đoạn sau. Chính xác là như vậy, và đó là lý do mà VTF Phiên Minh hướng đến cho mình mục tiêu lớn thứ hai. Nhưng con rồng lại bị hủy diệt đi rồi, không có đủ người bảo kê cho con rồng. Và trong khi đó đối phương thì lại tỏ ra rất doanh ma khi mà họ kéo tới 5 thành viên lên có mặt của đường trên này. Đang là tình huống tạo ra cho mình bão từ trường, nhưng Case có ác hồn và anh ta outplay được bão từ trường. Con rồng này còn nghìn máu thôi và có lẽ nó lại bị bỏ phí thì giống như con rồng đầu tiên rồi. Đường dưới này thì khi mà đông người đến từ bên phía Sumerus bảo kê cho con rồng khu vực đường trên thì họ mất đi một đường. Họ mất đi đường lính siêu cấp đầu tiên ở nửa dưới của bản đồ. Nhưng liệu có lấy thêm được một đường lính siêu cấp nào nữa dành cho bên phía VTube Gaming hay không? Họ vẫn đang còn hai bùa lợi ở trên người. Bùa lợi tà thần cũng còn khoảng 20 giây nữa. Nó là đủ cho một đợt ép nữa nếu như mà họ thật sự quyết tâm ở khu vực đường trên với tên lính này. Lính đường dưới khá cao, lính đường dưới là tương đối cao. Cyrus đang là người đẩy lại khu vực đường dưới. Đây là cú nâng đến từ vị trí của Kay, sau đó lao vào với long kiếm. Rina vẫn đang trùng cầu cầu bơ xương. Anh ta mất đi cái mạng sống của mình quá nhanh. Judas vẫn đang có mặt ở đây. Anh ta bay ra bay vào là khá mượt mà. Mà anh ta đã làm tốt ở trong tình huống vừa qua, giúp cho áp lực được giải tỏa ở khu vực đường trên và cả đường giữa nữa. Một tình huống chúng ta thấy vì sao Airi lại đang trở nên hot hơn ở lượt về này. Đó là khả năng dồn sát thương cực nhanh. Ngay kể cả khi mà Rina đã bấm cho mình quả cầu băng xương thì sự cơ động cũng như là sự nguy hiểm đến từ Airi vẫn là đủ để khiến cho người chơi đường giữa của BTF Gaming phải lên bảng điểm số. Và qua đó thì tất cả những gì mà BTF Gaming có được sau con tà thần sinh ra thứ hai mới chỉ là một đường lính siêu cấp của bên phía Saber Esports mà thôi. Và hãy nhìn lượng tiền của Violet đi, đã là 11.200 tiền rồi, cũng chỉ còn một mảnh nữa là sẽ lên cho mình giáp hộ mệnh nữa mà thôi. Khi đó thì khả năng phòng ngự từ trong nhà ra của bên phía đội tuyển Saber Esports sẽ là tốt hơn rất nhiều. Đồng ý, và mọi thứ đang trở nên hơi bế tắc dành cho BTF Gaming. Bây giờ đã là khoảng gần phút thứ 17 của trận đấu rồi. Những cú viễn trình kích đến từ Dian bắt đầu cấu được một lượng máu lớn từ các thành viên yếu máu của BTF Gaming. Và khi mà có đến hai con tà thần xảy ra họ vẫn chưa thể giải quyết được trận đấu này thì mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn. Violet của IDZ cũng đã lớn rồi, anh ta có full đồ công và đang hướng đến cho mình trang bị cuối cùng, đó sẽ là cái giáp hồi sinh dành cho người đi đường giữa của đội tuyển Cerberus Esports. BTF Gaming bây giờ thì họ đang hướng đến cho mình con tà thần xây ra thứ ba. Nhưng đây là thời điểm mà Cerberus Esports họ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là tranh chấp con tà thần xây ra này với đối phương rồi, khi mà các chủ lực của họ cũng đã có khả năng chiến đấu là tốt. Cyrus bật lên cho mình chiêu cuối rồi, nó mất chiêu cuối và bơi về. Đây sẽ là một thiệt thòi cho BTF trước thềm một tiếng giao tranh có thể xảy ra. Đồng ý, nhưng với lượng hồi phục mà Cyrus có ở thời điểm hiện tại có lẽ là ác hồn cũng sẽ hồi nhanh thôi, đã là cấp độ 15 rồi. Bên phía BTF Gaming lại một lần nữa khởi động tà thần xây ra. Và đúng như những gì mà chúng ta đã nghĩ thì Cerberus lần này họ sẽ không để đối phương có được con tà thần một cách dễ dàng đến như vậy. Những viên viễn trình kích cấu máu trước giao tranh vẫn đang được bắn rất tốt bởi Dian. Sau cùng thì Cerberus Esports vẫn chấp nhận là để cho đối phương có con tà thần thêm một lần nữa. Tôi nghĩ rằng Cerberus Esports họ không có ở trong đội hình một vị tướng có khả năng mở giao tranh thực sự tốt ở trong trận đấu này. Đó là lý do mà họ không dám ra để tranh chấp con tà thần. Thực ra thì 120kg hoàn toàn có thể là người lao ra và gây ra sự quấy phá khó chịu dành cho đối phương, giống như cái cách mà anh ta đã làm ở con tà thần đầu tiên. Nhưng có vẻ như lượng đồ của 120kg là chưa đủ để anh ta có được sự tự tin lớn đến như vậy. Và đó là lý do mà con tà thần xây ra tiếp theo của trận đấu này nó đã thuộc về đội tuyển BTF Gaming. Thêm một lần nữa họ vẫn đang ép đường miệt mài từ nãy đến giờ. Và trận đấu này thì số mạng gục là không nhiều, mỗi bên chỉ có được ít thôi. Cerberus thì có 2, còn BTF là 7. Đúng là như vậy, khoảng cách về lượng tiền nãy giờ nó vẫn là 6.000 tiền mà thôi. Và 6.000 tiền ở phút thứ 12-13 so với 6.000 tiền ở phút thứ 18-19 này nó là một điều gì đó rất khác nhau. Bởi 6.000 tiền ở thời điểm này không còn là một khoảng cách quá lớn mà bên phía BTF Gaming dẫn trước so với Cerberus nữa rồi. Những chủ lực trong đội hình của Cerberus đều đã full đồ và họ đang cho thấy một khả năng phòng ngự khá trì trạc. Đội hình của Cerberus thì họ phòng ngự là tốt nhưng họ tấn công có thể là không. Ôi, Cyrus bay hơi cực kỳ nhanh, có vẻ như anh ta thậm chí còn chưa kịp bấm cho mình cái chiêu cuối, anh ta vẫn còn cả tốc biến lẫn chiêu cuối nữa. Con rồng lại một lần nữa bị giết đi bởi các thành viên của Cerberus Esports. Trong khi đó đường giữa thì họ cũng giải tỏa xong được áp lực về mặt
Tơn lính đẩy vào rồi. Trước đó thì Huy DZ cho thấy rằng anh ta bây giờ hoàn toàn có thể bắn nát được đội hình của đối phương. Dòng bạo chúa tiếp theo đã ra và bây giờ đây sẽ là cơ hội cho Smart Esports để họ lật kèo trong trận đấu này. Một tình huống giấu cầu tốt đến từ Case đã khiến cho Sardust bị hất tung lên và không kịp sử dụng cho mình ác hồn, đã phải lên bảng điểm số rồi. Đây sẽ là mục tiêu lớn mà bên phía Smart Esports có lợi hơn so với B2F Gaming, họ có hơn người. Nhưng B2F không muốn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Dòng bạo chúa đã thuộc về bên phía của Dian nhưng mất đi cho mình ra một mệnh đến từ Judas rồi. Nhưng các xạ thủ của bên phía Smart Esports vẫn đang được bắn cực kỳ thoải mái. Kubo cố gắng đến mấy thì Kubo cũng đã bị shut down. Và người đồng đội thất thiết của Kubo là Martin cũng lên bảng đếm số. Medusa cùng với Rina cần phải bỏ chạy ngay, bởi vì ở trên bản đồ lúc này thì B2F Gaming đang thua thiệt rõ ràng so với Cyber Esports rồi. Một đổi hai dành cho đội tuyển Cyber Esports. Bây giờ là thời điểm mà những xạ thủ của Cyber Esports bắt đầu được lên tiếng một cách thực sự mạnh mẽ rồi. Và cả HuyDZ lẫn Dian đều là những người đã được chơi ở trong tình huống vừa qua. Trong đó thì chỉ có một mình Dian là mất đi cho mình cái tốc biến mà thôi. Họ đang có ưu thế về mặt thế trận và bây giờ với khả năng đẩy đến từ hai vị xạ thủ này thì không có lý do gì mà Cyber Esports họ không dồn quân lên và cố gắng để kiếm lấy đường lính siêu cấp đầu tiên của trận đấu. Dian đang có mặt ở đây rồi. Rina đang có những cú đấm mà anh ta giải quyết đi con xe này, anh ta làm được điều đó. Nhưng bây giờ thì thậm chí là Dian dám tanh trụ để ăn cho mình cái trụ hai của đứng giữa rồi. Sát thương lấy trụ của Elsu cùng với Violet sẽ là rất lớn. Thậm chí là Violet có thể lấy được những cái trụ mà không cần lính khi những cái trụ đó đã ở một trạng thái máu vừa đủ để cho Violet có thể phát huy được tầm bắn xa của mình mỗi lần sử dụng lộn bắn. Và bây giờ thì Cyber Esports lại đang là đội tuyển đứng trước cửa hang tà thần Caesar. Họ đã bắt đầu lấy lại được thế trận của mình ở phút thi đấu thứ 21 này rồi. Họ bắt đầu có lại thế trận rồi khi mà Kubo đang bị ảnh hưởng tương đối nhiều với những trang bị liên quan đến truy hồn mà đội tuyển Cyber Esports đã lên trong quãng thời gian vừa qua. Judas thậm chí có cho mình cái gươm khiến cho đối phương giảm khả năng hồi máu là tương đối nhiều. Mà khi bị bắn trúng bởi đó là Dian, Case đang đến đây. Kubo còn cho mình nửa cây máu, đang tranh chấp tầm nhìn ở khu vực cửa hang tà thần Caesar. Cyber Esports họ đang phải hơi lui về một tí khi mà lính đẩy tương đối cao ở khu vực trụ đường giữa. Martin làm gì đây? Anh ta đang lao vào với toán kiểm tra, anh ta bị nâng lên trong tuần này không? Câu trả lời là không bị nâng. Kubo bật lên cho mình chiến thần mà anh ta quay lại cố gắng quẩy nhưng anh ta không kịp quẩy gì cả bởi Judas đã lấy đi cái mạng của anh ta. Medusa bắn phi tiêu vào Judas cố gắng lướt đi, anh ta chạy được thành công ở trong tình huống này. Như vậy là đội tuyển Cyber Esports lấy được cái mạng của người đi rừng của đối phương. Đó sẽ là một điểm hạ gục rất quan trọng. Bây giờ thì Cyber Esports sẽ quyết định là ăn tà thần hay là tiến thẳng vào với lợi thế hơn người. Có lẽ là họ sẽ ăn tà thần để cho chắc chắn hơn với những lợi thế mà họ đang tích lũy được sau những phút thi đấu đã qua. Kubo đã có một tình huống cố gắng để dượt theo một chủ lực bên phía đối phương nhưng là không thể. Cho nên mình vẫn muốn đánh chẳng. Họ lao vào để biết được tình hình thôi, sau đó cần phải lùi về. Sẽ phải lùi về bởi lẽ họ không có cơ sở để đánh khi mà đối phương có tổng cộng là 5 thành viên ở khu vực hang tà thần Caesar. Còn B2F Gaming thì đương nhiên rồi, họ đã thiếu đi Kubo trong tình huống giao tranh trước đó. Lúc này đây thì đến một người thọt tiền như là 120 ký, anh ta cũng đã phun đồ rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì với con rồng tiên phong sẽ có, đây là con rồng tiên phong đầu tiên ở trong trận đấu này dành cho Cyber Esports. Phải để xem là họ sẽ tận dụng nó như thế nào. Trước đó thì B2F với tổng cộng là 3 con rồng tiên phong, họ chỉ lấy được có một đường mà thôi. 053 đó là KDA của 120 ký. Nếu như trong ván thi đấu này mà Cyber Esports có được chiến thắng thì có lẽ là những điểm phải nằm xuống của 120 ký cũng sẽ là giá trị, bởi vì nó lấy thêm thời gian dành cho những chủ lực. Và bây giờ thì hai chủ lực của bên phía Cyber Esports cũng đã rất dồi dào về mặt lượng đồ rồi. Cả HuyDZ và cả Dian đều có KDA là 203. 5 cái giáp hồi sinh cơ mà, có nghĩa rằng họ có đến tổng cộng là 10 mạng sống trong tình huống giao tranh. Trong khi đó thì với đối phương bây giờ chỉ còn có một cái giáp hồi sinh thôi. Điều này cũng cho thấy rằng nếu ở giao tranh thì đương nhiên là Cyber Esports sẽ là những người có ưu thế hơn so với đối phương của mình, đó là B2F Gaming. Giờ đây quan trọng là họ sẽ giao tranh như thế nào, bởi như chúng ta đã nói thì họ không có một vị tướng mở giao tranh thực sự là tốt. Cây đang bị bắn vào bởi đó là Medusa. Nhưng Kubo có dám lao vào hay không? Đây câu trả lời là anh ta vẫn đã lao vào. Đồ giải được tạo ra để giải tỏa đi tình huống nâng bão từ trường đến từ vị trí của Case. Mất đi một thành viên, đó là Martin, rồi Rina cũng không thoát được số phận của mình khi mà đó là cú bắn quá đau đến từ vị trí của HuyDZ. Tiếp tục lao vào, đó là Cyber Esports và B2F Gaming bỏ chạy tán loạn được trong tình huống này. Họ mất đi hai thành viên. Medusa lao vào với bão phi tiêu, anh ta bị ngắt lại giữa trường, anh ta mất đi cho mình giáp hồi sinh. Tỉnh lại thì anh ta cũng mất luôn cái mạng sống của mình nữa. Quét giờ và bây giờ có lẽ sẽ là quét sạch mà thôi, chỉ còn một mình Sardust. Anh ta cố gắng quẩy nhưng anh ta quẩy kiểu gì giữa 5 thành viên của đối phương. HuyDZ bắn rất tự tin và chọn cho mình những góc lộn cực kỳ khác lạ với vị tướng Valet này, nhưng nó là hiệu quả để bên phía Cyber Esports quét sạch B2F Gaming ở phút thi đấu thứ 23 và họ sẽ mở tỷ số của trận thi đấu này 1-0 dành cho Huyền Vương.
cũng giống như ở giai đoạn lượt đi. 1-0 dành cho Cyprus Esports. Một trận đấu thêm một lần nữa mà chúng ta lại nhìn thấy Bitev Gaming vẫn bộc lộ ra những vấn đề của đội tuyển này, khi mà trong giai đoạn đầu của ván đấu họ làm ổn, họ làm hoàn toàn ổn, nhưng hãy nhìn cách mà đội tuyển ở Bitev Gaming ép đường với ba con tà thần Seiza trước mà họ đã có được. Họ chỉ lấy được duy nhất có một đường, và đó lại là cái đường mà con tà thần Seiza, hay đúng hơn là con rồng tiên phong, nó không bay. Họ lấy được cái đường dưới khi mà Cyprus Esports đã cử quá đông người lên để phòng thủ đường trên. Và đó là tất cả những gì mà B2F có được mà thôi. Trong khi đó thì với Cyprus Esports, họ biết cách câu kéo trận đấu này để cho những chủ lực của họ có thời gian, cho những Violet của HDZ hay là con bài Elsu trong tay của Dian kịp lớn. Và khi mà bạn có cho mình hai xạ thủ late đến như vậy ở trong đội hình thì về mặt thế trận có vẻ như là trong giai đoạn late game như thế, chiến thắng thuộc về đội tuyển nào có lẽ chúng ta cũng đoán được mà. Một vẻ mặt khá buồn đến từ Martin, người đầu tàu của huấn luyện viên B2F mình, khi mà đội tuyển của họ cũng đã có một giai đoạn đầu tiên rất ổn. Họ cũng đã làm tương đối tốt ở giai đoạn giữa game, nhưng đến giai đoạn cần phải lấy được những đường lính siêu cấp của phía đối phương thì B2F Gaming đã tỏ ra non kinh nghiệm hơn so với Cyprus Esports. Và để rồi cuối cùng thì họ bị lật kèo khi mà bộ đôi Violet cùng với Elsu của HDZ và Dian đã full đồ và phát huy được tác dụng. 1-0 dành cho Cyprus Esports. Và đây sẽ là ưu thế để cho Cyprus tiếp tục hướng đến cho mình ván đấu thứ hai của kèo đối đầu này. Cyprus Esports là một trong những đội tuyển mà trong giai đoạn lượt đi thì đội tuyển B2F Gaming cũng đã có được một ván thắng. Bên cạnh Cyprus thì B2F còn có được điểm số trong trận đấu với đội tuyển Box Gaming nữa, cũng là một trận thua với tỷ số là 1-3. Ngoài ra thì đội tuyển B2F Gaming có được một chiến thắng 3-0 trước Heavy, nhưng có lẽ với điểm số quá ít ỏi như vậy thì B2F sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều. Clear Man of the Match, anh chàng đi đường giữa của đội tuyển Cyprus Esports đó là HDZ với con bài Violet đường giữa. Con Nunu mới chăng? Anh ta có tỷ lệ tham gia giao tranh lên đến con số là 90,9%, con số là vô cùng ấn tượng, và KDA cũng là đẹp mắt nữa, 505. Nên nhớ rằng trong giai đoạn đầu của ván đấu này thì Cyprus Esports là những người bị đè, và HDZ cùng với Dian giữ mạng rất tốt trong trận đấu này, cả Judas nữa. Và những người nằm xuống chỉ là Case cùng với 120kg mà thôi. 120kg đó, như đã nói, chiến thuật này dạo gần đây tôi cũng hay dùng, à, đó là fit to win. Tôi dạo gần đây hay thi đấu ở đường tà thần lắm, nên là có những trận đấu mà khi thế trận nghiêng về bên phía đội bạn thì chúng ta cũng cần phải hy sinh một cách chiến thuật để giữ lại ván đấu dành cho đội tuyển của mình. Hai xạ thủ của Cyprus đã tạo ra được một lượng sát thương rất tốt, và họ đã không phụ lại sự nằm xuống đó của 120kg. Cái này tôi tạm gọi là gì? Viên đạn bọc đường. Viên đạn bọc đường đến từ anh chàng 120kg khu vực đường trên. Cứ ăn tôi đi, xong phải tí nữa anh em tôi ăn lại. Và đúng là điều đó đã hiệu quả trong trận đấu vừa rồi, khi mà những xạ thủ của đội tuyển Cyprus Esports đã chơi quá hay trong giai đoạn cuối của ván đấu. Họ hoàn toàn là làm tốt trong tình huống giao tranh tổng và mang lại chiến thắng ở ván đấu đầu tiên cho Khuyển Vương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại những highlight đáng chú ý nhất ở ván đấu thứ nhất trước khi bước sang ván đấu thứ hai ngay sau đây.
defeated. Go! Đừng lo, đã có Cream M 3-1 hương thơm mạnh mẽ, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu. Cream M 3-1 ấm bội dưỡng toàn diện cho game thủ. Chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên. Trừ hiệu suất cực đỉnh từ công thức 5-1 của Castrol Power One Ultimate mới. Hiệu suất cực đỉnh, đặc chế cho xe số và xe ga. Yeah! Và chào mừng các bạn cùng quay trở lại với đấu trường danh vọng mùa xuân 2021. Giải đấu hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng dầu gội dành cho nam giới số 1 thế giới Cream M 3-1 cùng với nhãn hàng dầu nhớt toàn cầu Castrol Power One. Và đây là trận đấu thứ hai trong khuôn khổ giai đoạn lượt về được diễn ra giữa hai đội tuyển Severus Esports cùng với B2F Gaming. Ở trong ván thi đấu đầu tiên thì Khuyển Vương Severus Esports mặc dù đã gặp khá nhiều vất vả trước sự mạnh mẽ của B2F Gaming ở trong giai đoạn đầu tiên, nhưng qua 3 con tà thần xảy ra và không thể có được quá nhiều đường nhánh siêu cấp thì B2F Gaming bị lật kèo khi mà Severus Esports đã đạt được điểm sức mạnh với hai xạ thủ là Violet cùng với Elsu trong đội hình của mình. Tôi thấy cái này quen. B2F Gaming trong giai đoạn lượt đi thì cũng có nhiều trận đấu mà chúng ta thấy rằng họ đánh rất ổn trong giai đoạn đầu của ván đấu, trong các trận đấu kể cả khi đối đầu với những đội tuyển mạnh như là Flash hay là đội tuyển V Gaming chẳng hạn, họ đều thường xuyên làm tốt, hay là cả đội tuyển Fab Esports nữa. Nhưng về sau, càng về sau thì họ càng xử lý những con tà thần xảy ra của mình là không được tốt cho lắm. Cách điều lính của B2F Gaming tôi nghĩ rằng là thực sự là đang có vấn đề. Khi mà chúng ta thấy rằng việc họ thả rồng ra và nó có đi cùng với tơn lính hay không, các tơn lính được ép vào các khu vực trụ có đều hay không, để cho lượng người họ phân bổ ra có hợp lý hay không, đang thực sự là một bài toán mà các thành viên của B2F Gaming họ chưa biết cách để có thể giải quyết. Trong khi đó thì với Severus Esports thì chiến thuật của họ không cần thiết về việc là họ cần phải ép đường quá là mạnh mẽ khi mà đối phương đang làm được điều đó trước họ. Đơn giản là họ với những chất tướng tay dài của mình câu kéo họ, câu nhử họ, chờ thời gian để cho những chủ lực của họ lớn lên. Và qua đó thì với những chủ lực tay dài như kiểu là Elsu hay Violet thì việc họ có thể giải quyết được những đợt ép đến từ đối phương là không quá khó. Và ở trong ván thi đấu đầu tiên thì Case cũng đã đem thêm một sự lựa chọn mới nữa vào giải đấu của chúng ta, cũng như là dành cho Severus Esports với quân bài Lorion ở vị trí trợ thủ. Lorion tôi nghĩ rằng cũng là một phương án khá khả dĩ để đối đầu cùng với Maja ở vị trí trợ thủ. Ngay trong ván thi đấu vừa rồi là trường hợp của Case đối đầu với Cyrus ở trong giai đoạn đầu, thì mặc dù không thể phát huy hết sức mạnh của phù hiệu cả lợi và hại lên cấp độ 2 sớm cùng chất tướng Lorion, nhưng đến giai đoạn sau thì một vài những tình huống giấu cầu và hất tung đối phương với bão từ trường của Case cũng đã tạo ra điểm nhấn để có thể hạ gục các thành viên bên phía đối phương. Chẳng hạn chính Cyrus với quân bài Maja cũng đã có một lần không kịp sử dụng cho mình ác hồn khi bị nâng lên với bão từ trường. Về mặt lý thuyết thì việc mà Cyrus lựa chọn cho mình quân bài Maja nó là để outplay cái quả cầu cũng như là chiêu cuối đến từ vị trí của Case, nhưng đúng là đã có một tình huống mà anh ta thậm chí còn nguyên cả bổ trợ lẫn chiêu cuối khi mà đối phương đã làm quá tốt trong việc đặt ra cho mình cái chiêu cuối rất kín. Ở đây là các vị tướng đã sử dụng ở trong ván đấu đầu tiên, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước ngay sang đến ván đấu thứ hai của cuộc đối sức giữa B2F Gaming và Severus Esports. Ở ván đấu đầu tiên thì Severus có chiến thắng, và qua đó thì B2F là đội được chọn bên. Họ có cho mình là bên phía đội xanh ở trong ván đấu này. Lựa chọn cấm của B2F Gaming ở slot 1 đó là sự xuất hiện đến từ quân bài 2AT. Trong khi đó thì với Severus họ đang băn khoăn trong việc cấm Mina hay cấm Richter, có lẽ là cấm Richter thôi. Và điều đó đã xảy ra khi mà Richter bị cấm đi bởi Severus. Sau khi sử dụng không thành bộ đôi 2AT cùng với Lữ Bố thì B2F Gaming quyết định là cấm đi cả hai con bài này ở trong ván thi đấu thứ hai, khi một lần nữa họ được cấm trước và chọn trước ở phía đội xanh. Còn bên phía Severus Esports thì sao? Họ cấm Richter, vị tướng xuất hiện nhiều nhất ở trên bảng cấm sau giai đoạn lượt đi, và có lẽ là ở trong sự lựa chọn thứ hai thì Kira vẫn sẽ là sự lựa chọn mà Severus Esports cấm đi, cũng giống như ván đấu đầu tiên mà thôi. Zip chứ, có zip cho Severus rồi, và sẽ là lựa chọn zip dành cho đội tuyển B2F Gaming ở slot 1. Còn với Severus Esports thì họ sẽ có hai lựa chọn cho mình. Ván đấu đầu tiên thì Rina
có cho mình con bài Rush. Còn ở ván đấu này thì Sporty Sport liệu có lấy Rush hay không đây? Rush cũng là một con bài được tăng sức mạnh và nó trở thành một vị pháp sư early hơn khi mà lượng sát thương từ chiêu thức của Rush đã đều được tăng tiến ở cả chiêu 1 lẫn đó là chiêu cuối tả xung hữu đột. Chỉ có khả năng giảm giáp phép của con bài Rush là bị giảm đi một đôi chút mà thôi. Và đúng như dự đoán thì Sporty Sport có ngay lựa chọn này dành cho VDZ ở slot 2 của mình. Và cũng là một lượt lựa chọn nhắm đến ở vị trí trợ thủ dành cho Case với con bài Ata, một con bài mà chúng ta vẫn thường xuyên được biết đến khi mà Ata luôn được chọn để có thể khắc chế vào khả năng lăn đến từ vị trí của cuốn bài Zip trong tay của Cyrus. Lựa chọn dành cho Rina ván đấu này có lẽ sẽ là con bài Lilianna. Và khi đã có Lilianna cùng với Zip thì Violet sẽ là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn để hoàn thành cặp bài đánh này. Đây cũng chính là bài đánh đã giúp cho bên phía Silvery Sport có được chiến thắng trước Bitrap Gaming ở trong giai đoạn lượt đi với bộ ba là Zip, Violet cùng với Lilianna. Nhưng Bitrap Gaming họ muốn thay đổi một chút khi không lựa chọn Violet mà đang hướng về Caffeine. Caffeine cũng là một vị tướng có sự thay đổi ở trong phiên bản này khi mà cảm giác là Caffeine bây giờ đánh ở trong giai đoạn đầu đã dễ dàng hơn, nhưng giai đoạn sau khả năng sốc sát thương đến từ cô nàng này sẽ bị giảm đi đôi phần. Thế khả năng hút máu của Caffeine là đã tăng tiến rồi, nhưng chí mạng thì đương nhiên nó cũng sẽ bị giảm đi đôi chút đến từ quân bài này. Không phải Violet dành cho Medusa mà bài đấu này sẽ là Caffeine được lựa chọn. Thực ra thì với việc lựa chọn Caffeine thì đây cũng là một chiếc tướng xạ thủ gánh team mà thôi. Nó cũng giống với Violet ở cái chức năng đấy. Nhưng về mặt vận hành thì Caffeine sẽ có đôi chút khác biệt so với Violet. Caffeine cũng có lướt, có một cái lướt, mặc dù cái quãng lướt của Caffeine nó nhỏ hơn so với những gì mà Violet có thể làm được. Nhưng Caffeine cũng có thể được bảo vệ tốt của bài Zip. Và Cyprus sẽ có cho mình lựa chọn ở phây trận đầu tiên, khép lại phây trận đầu tiên của họ với con bài là Sinetia dành cho Judas. Một con bài mà Sinetia của Judas cũng đã đánh rất tốt, thậm chí là trong trận đấu với những đội tuyển lớn. Tôi còn nhớ trong trận đấu với Team Flash thì Sinetia của Judas cũng đã kết hợp với cả Rui của Case hay đến như thế nào, và mang đến nhiều sự bất ngờ đến như thế nào. Liệu rằng có Rui trong lựa chọn cho Case hay không, hay là B2F sẽ phải cấm đi con bài này đây? Tôi nghĩ là không, bởi vì đã có Ata rồi nên có lẽ là để Ata đứng trên cũng sẽ yên tâm hơn phần nào khi đối phương sẽ không có bộ đôi Sinestra cùng với Rui. Để Ata lên đường trên cũng được, nhưng có lẽ là bên phía Silver Esports sẽ không làm. Tôi nhớ là con Ata này từng được đi đường rồng rồi, từng đi đường rồng rồi. Anh chàng của đội tuyển Flash Up thì phải, anh ta mang Ata đi đường rồng rồi. Ata vốn sinh ra là để thi đấu ở vị trí đấu sĩ mà, nhưng sau đó thì các tuyển thủ chuyên nghiệp họ vận dụng vị tướng này vào vị trí trợ thủ cho một con bài có khả năng tấn công ổn hơn. Chính TA hay là Pháp Esports là đội tuyển đã tiên phong trong việc làm điều này, và họ cũng đã từng có được rất nhiều thành công. Nhưng đến thời điểm này thì Ata vẫn đóng khung ở đó, vì có lẽ đó là một vị trí hiệu quả nhất đối với chất tướng Ata ở thời điểm hiện tại. Silver Esports cấm đi hai vị tướng đi rừng, nhưng chúng ta cũng thấy rằng Airi đã đi rừng tốt như nào trong tay của Judas, và họ quyết định cấm Airi ở trong lượt cấm của mình, sau đó là cấm Aoi. Còn đối với B2F Gaming thì họ đang hướng đến cho mình những lượt cấm vào vị trí của xạ thủ trong đội hình Cerberus là Dian. Họ cấm đi quân bài Joker cùng với đó là Lavin. Joker, một vị tướng xạ thủ có khả năng outplay những đòn đánh vật lý và dồn sát thương đối mục tiêu. Còn Lavin thì mang đến khả năng khống chế, khả năng gánh về mặt sát thương nữa. Và đối với Cerberus Sport, ngay khi mà đối phương cấm đi cho mình xạ thủ thì họ cũng rất cẩn thận, pick luôn xạ thủ ở slot 4 dành cho Dian. Theo Anat dành cho Dian ở trong ván đấu này. Bây giờ thì B2F sẽ có cho mình hai lựa chọn cuối cùng của đội tuyển này. Họ vẫn đang còn thiếu rừng và thiếu một vị đấu sĩ đường trên nữa. Đang định chơi hai xạ thủ đến từ bên phía của B2F Gaming với lượt nhá hàng vào Phoenix dành cho Kubo ở vị trí đi rừng. Thế còn đấu sĩ thì sao? Họ sẽ hướng đến một đấu sĩ nào đây? Cần có thêm những khả năng chống chịu nữa đến từ B2F Gaming khi mà lượng sát thương của họ đã dồi dào với những sự lựa chọn này rồi. Nhưng chống chịu đến thời điểm này thì vẫn đang còn là tương đối hạn chế, mới chỉ có Zip mà thôi. Zip để có khả năng chống chịu tốt thì cũng cần phải đến giai đoạn sau. Và có lẽ là Rossi sẽ là sự bổ sung chất lượng dành cho một vị trí tanker trong đội hình của B2F Gaming ở trong game đấu này. Bởi lẽ Serenity Sport họ chưa lựa chọn cho mình vị tướng đường trên, bây giờ thì họ mới chọn, nên B2F Gaming quyết định chọn một vị trí có thể coi là tương đối là an toàn chăng, khi mà Rossi có thể đánh hòa kèo với các vị tướng đấu sĩ đường trên mạnh về khả năng tấn công. Nhưng lựa chọn của Super Sport, đương nhiên khi mà đối phương đã mang con Rossi ra thì họ sẽ mang con Superman ra. Qua đó thì Superman với khả năng đẩy lính là không thua kém so với Rossi. Rossi thực ra đẩy lính cũng rất ghê,
để lính cực kỳ nhanh, chỉ cần bật lên cho mình ba tank mà anh ta quốc vài quốc thôi là anh ta có thể đi gank được rồi. Nhưng mà Superman thì lại cơ động hơn. Đúng là như vậy, Superman có tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với Roshi. Và Superman cùng với Sinestra cũng là một cặp bài trùng dành cho bộ đôi 120 ký và Judas. Vừa rồi chúng ta đã thấy những biểu hiện quyết tâm của bên phía Severus Esports ở trong ván thi đấu này thông qua camera, và để xem là họ có thực hiện hóa được quyết tâm đó để trở thành một ván thắng hay không. Còn với Bishop Gaming thì nhìn những gương mặt của họ có vẻ như là họ cũng đang khá ủ rũ mệt nhoài sau khi mà đã bị lật kèo ở trong một ván thi đấu kéo dài hơn 20 phút. Hy vọng là họ sẽ thi đấu một cách thoải mái và không bị ảnh hưởng quá nhiều về kết quả của trận thi đấu tại ván đấu thứ nhất. Tôi thấy lựa chọn Theonas dành cho Dian ở ván đấu này khá là hợp lý khi mà đối phương không có được một quân bài sát thủ thực sự nào lao vào để có thể với đến Theonas. Với sải tay dài khi bật lên lưng nhãn thì Theonas của Dian hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là anh ta được chơi ở trong giao tranh. Còn đối với B2F thì có lẽ cái cách mà họ tiếp cận vào Theonas chỉ là zip nuốt người vào bụng và sau đó lăn lông lốc vào vị trí của Theonas mà thôi. Một tình huống xâm lăng rừng đến từ Severus Esports. Dạo gần đây thì cả Lợi và Hại rất hay được các trợ thủ mang thiên hướng tấn công lựa chọn, và trong ván thi đấu này một lần nữa Taze lại lựa chọn cho mình phù hiệu này, lao vào tấn công ngay. Nhưng bởi vì phía bên kia có zip nên họ đã kéo con khỉ đầu lá được ra, và ở đây thì Kubo mất thời gian với con bùa đỏ khi con bùa đỏ đã mất đi sự bình tĩnh của mình. Trong khi đó thì Judas rất thoải mái farm trong vòng rừng bùa đỏ của bên phía Severus Esports. Những lợi thế đầu tiên đã dành cho Khuyển Vương với tốc độ đi rừng chắc chắn là sẽ nhanh hơn, nghiêng về Judas. Với việc cầm cả Lợi và Hại thì trong giai đoạn đầu của ván đấu có level 2 ngay lập tức dành cho Case. Đó là lý do mà anh ta dám lao vào để anh ta có thể móc máy một cách đầy khó chịu như thế vào khu vực rừng của đối phương. Nhưng Kubo thì anh ta cũng chỉ mất đi một chút thời gian mà thôi. Và anh ta cũng sẽ quay sang khu vực đường rừng của mình khi mà con quái nhỏ ở gần đường giữa là con khỉ đầu lá, nó cũng đã không bị ăn đi bởi Severus Esports. Mặc dù là Huy DZ cũng đã băng vào đến tận trụ 2 của đối phương để có thể cố gắng để lấy đi cho mình con quái đó, nhưng nó nằm ở trong bụng của Cyrus rồi. Judas chuẩn bị có cấp 4, anh ta sẽ hướng đến cho mình vài con lính ở khu vực đường giữa này. Judas vừa chia kinh nghiệm cùng với những người đồng đội trong phần rừng bùa xanh để cải thiện tốc độ đi rừng nhanh hơn. Vì thế mà bây giờ Judas mới có được cho mình cấp độ 4. Họ sẽ hướng lên khu vực hang rơi thủ vệ là bộ 3 của bên phía Cyber Esports ở khu vực nửa trên bản đồ. B2F cũng đã có sẵn Martin cùng với Kubo rồi. Zip cùng với Rina cũng đang có hướng di chuyển lên đây. Kubo đã bị tấn công, một ngạch điện để có thể lùi đi tương đối đơn giản. Case anh ta dùng cái tốc biến vừa rồi nhưng không quá hiệu quả. Anh ta chưa có cho mình cái chiêu cuối, và đó là lý do mà tốc biến lên nhưng không thể làm gì được đối phương cả. Rơi được tranh chấp bởi các thành viên đối phương, không biết là nó đã thuộc về ai, nhưng sau khi ăn xong thì ai về nhà đấy. Kubo có rơi dưới chân. Kubo là người đã chiến thắng trước Judas ở trong pha đấu trừng trị tại hang rơi thủ vệ vừa rồi. Và bây giờ thì B2F Gaming lại hướng xuống khu vực hang rồng, còn Judas thì ở lại nửa trên bản đồ tiếp tục farm chia lính cùng với 120 ký, điều mà Judas làm rất nhiều ở mùa giải này. B2F lại có rồng đầu trăng, ván đấu đầu tiên thì họ cũng có rồng đầu. Và lúc này thì họ cũng đang làm điều đó. Họ ăn được con rồng với pha trừng trị đến từ Kubo. Dian mất đi cho mình cái tốc biến để thoát về. Bây giờ thì WDZ cùng Case mới có thể xuống đây được. Và lại một trận đấu nữa thì con rồng đầu tiên nó lại thuộc về B2F Gaming. Họ đang có một lượng tiền cũng giống với ván đấu đầu tiên, sau khi có con rồng đã không chênh lệch nhiều so với đối phương. Vẫn là một lượng tiền cân bằng, cũng chưa có bên nào có được cho mình điểm chiến công đầu cả. Dù cho có được cả con rồng và cả con rơi thủ vệ, nhưng bên phía B2F Gaming cũng không thể dẫn được quá nhiều tiền so với Severus Esports. 3 phút đã trôi qua, chiến công đầu chưa có. Ván đấu đầu tiên thì B2F làm tốt ở trong giai đoạn đầu của ván đấu, và thậm chí họ cũng là người có cho mình chiến công đầu. Nhưng Severus Esports ở ván đấu này thì họ làm cũng không hề tồi một chút nào cả, với việc là họ đã có cả Lợi và Hại được Case mang trong người. Qua đó thì trong giai đoạn đầu của ván đấu này đang là những ưu thế không quá rõ ràng dành cho đội tuyển B2F Gaming. Đây là tình huống đấm đá đến từ Huy DZ. Medusa anh ta có thuẫn, anh ta quá tự tin trong tình này, anh ta quay lại trả sát thương Huy DZ có thể lết được về. Có sự xuất hiện của Case ở đây, Huy DZ quay ra để có thể dọn lính mà thôi. Như vậy là chưa có chiến công đầu dành cho bất kỳ ai cả. Một tình huống mà Severus Esports có 3 người ở đó nhưng lại là từng người đánh nhau với bộ đôi của bên B2F Gaming một, nên sau cùng thì bộ đôi của B2F Gaming mới là những người có lợi hơn, và điều đó khiến cho họ thoải mái hơn trong việc di chuyển rất nhiều. Còn bộ 3 của Severus Esports, cả 3 đều phải biến về để hồi phục, và nó sẽ làm chậm quá trình kiểm soát bản đồ của họ hơn nữa ở trong những phút thi đấu đầu tiên này. Nên nhớ ván thi đấu này, trong giai đoạn sau B2F Gaming sẽ rất mạnh với bộ đôi Liliana Cavani. Ngoài ra họ còn có thêm một xạ thủ nữa, đó là Phoenix của Kubo. Bộ đội hình là tương đối đẹp đến từ B2F Gaming, và
Nếu như trận đấu này Cebrai Sport họ không thực sự làm tốt ở giai đoạn đầu thì có thể là câu chuyện nó sẽ không còn dễ dàng như ở ván đấu đầu tiên nữa. Kubo nẹt điện bỏ đi và Martin ở lại đây, và có lẽ anh ta sẽ là người phải nằm lại khi mà đối phương có rất đông người. Martin vẫn có thể thoát được về, thậm chí anh ta khiến cho hai thành viên của đối phương là yếu máu, đó là Judas với 120 kg. Anh ta chỉ mất mỗi cái tốc biến mà thôi. Vừa rồi thì con rơi thủ vệ nó lại được ăn đi bởi 120 kg, và có lẽ là như vậy là đủ đối với bên phía Cebrai Esports. Họ cũng thấp máu ở một vài vị trí và chấp nhận lùi về. Cho người mình đang ép trụ hội mang diễn là thiếu chính xác đến từ vị trí của Dian. Kubo cũng xuất hiện ở đây nữa. Zip của Zyrus hóa giải được tình hình, giữ lính lại trong bụng mình và lấy đi cái trụ đầu tiên ở khu vực đường rồng, cực kỳ hợp lý. Tình huống xử lý đúng là hợp lý đến từ Cyrus. Anh ta tăng khoảng 2 hit bắn đến từ trụ và sau đó thì nhả con lính ra. Dòng này thì nó lại thuộc về Judas. Nhưng mặt công trình thì rõ ràng là bên trước mình trận đấu này đang làm tốt hơn khi mà họ là người có được cái trụ đầu. Martin ở đây đang bị đẩy, bị đấm bởi đó là Huy DZ. Anh ta bật lên cho mình pha tanh lửa nhưng có quá đông người đến từ bên phía Cerberus Esports và chiến công đầu nó đã thuộc về Cerberus ở trong trận đấu này. Castro Power One thần tốc ở trong ván thi đấu thứ hai đã thuộc về Huy DZ với quân bài Rat sở trường. Một tình huống combo khá tốt đến từ Huy DZ cùng một cú dứt điểm lạnh lùng. Cerberus Esports trong chiến thuật của họ thì cũng đang có những tình huống hội quân từ hai phía bên cánh để ép vào khu vực đường giữa như vừa rồi. Và vừa rồi là một pha thi đấu mà họ đã bắt được một mục tiêu của bên phía đối phương. Đổi đường đến từ bên phía B2F Gaming, họ đã giải phóng xong cho xạ thủ cùng với trợ thủ của mình. Rina từ nãy giờ tôi thấy khu vực hoạt động của anh ta thường xuyên là ở cùng vị trí với những gì mà Medusa đang có. Và bộ đôi này vẫn đã đi với nhau. Trong khi đó thì Zip thường xuyên đi roam dành cho người đi rừng của đội tuyển B2F Gaming, đó là Kubo. Khu vực đường giữa này đang có sự xuất hiện của Kubo và Cyrus ở đây nữa. Bên phía Cerberus Esports thì Judas dưới bàn nhỏ của các bạn vừa nãy là bảng ngọc mà Judas lựa chọn dành cho quân bài Sinestra, vị tướng có thể coi là tủ của Judas ở mùa giải này. Judas cầm khá nhiều ngọc chí mạng để tăng thêm độ đột biến của Sinestra. Dù không lên một món trang bị nào có sát thương chí mạng, nhưng trong ngọc của Judas thì có toàn bộ ngọc đỏ là về nhánh chí mạng. Như vậy thì anh ta sẽ có được khả năng tạo ra gấp đôi sát thương trong tình huống đánh tay. Và nên nhớ rằng Sinestra cũng là con tướng đánh tay cực kỳ đau khi mà anh ta có dạng đau ngắn của mình. Khu vực giữa này Kubo đang cố gắng lấy đi cho mình cái trụ, có cú hút đến từ vị trí Cyrus. Anh ta tiếp tục làm cái điều giống như là ở khu vực trụ đường dưới, nhưng đây là cú đẩy đẹp đến từ vị trí Superman. Anh ta đẩy Kubo, đẩy Kubo quá dã man, đẩy tiếp một nhịp nữa, Martin phải chạy về trong tình huống này. Tình huống làm tốt của 120 kg trong cú mở giao tranh để bên phía Cerberus Esports lại bắt được người. Trong khi đó thì Medusa cùng với Rina mới chỉ cấu đi được hơn một nửa cây máu của cái trụ đường trên mà thôi. Với sải tay dài thì Dian vẫn đang khá ổn định trong việc phòng ngự ở những cái trụ đầu tiên, dù cho đối phương luôn luôn hơn người so với người chơi xạ thủ của bên phía Cerberus Esports. Medusa thiếu chút nữa đã phải bỏ lại cái mạng của mình rồi, nhưng may cho anh ta, người ở gần anh ta là Case, một vị tướng không có lượng sát thương là quá nhiều, để lấy cái mạng của trợ thủ đội tuyển B2F Gaming. Xin lỗi bạn, đó là xạ thủ thì đúng hơn. Martin ở đây, Judas cùng với 120 kg có thể ăn con rồng này. Có lẽ là như vậy, chừng trị rồi, ăn rồng thành công đến từ bên phía Judas. Đó là con rồng thứ hai dành cho bên phía Cerberus Esports. Và với hai điểm hạ gục liên tiếp vừa rồi thì bây giờ Cerberus Esports đã lấy lại được lợi thế về mặt lượng tiền rồi. Dẫu cho họ vẫn chưa có được cái trụ nào của bên phía đối phương, nhưng hãy coi chừng khi mà đội hình của B2F Gaming ở trong giai đoạn sau là một đội hình rất lết và sở hữu sát thương rất lớn. Martin vừa rồi thì cấu đi quá nhiều máu và phải lùi về khi mà Judas có mặt ở đây cùng với 120 kg. Kubo ở đây có ăn được cho mình con bùa đỏ hay không đây? Được. Ăn được con bùa đỏ nhưng không thể nào phòng ngự được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới nữa rồi. Bộ đôi Judas cùng với 120 kg lại bắt đầu những điều mà họ đã làm quá nhiều ở trong giai đoạn lượt đi nhưng lại rất hiệu quả, đó là thường xuyên thi đấu cùng nhau. Và trong những tình huống đẩy lẻ thì Judas luôn biết cách để khiến cho đối phương phải dành rất nhiều sự quan tâm đến mình. Judas cùng với Phoenix của Kubo không đánh nhau. Judas còn chiêu cuối, Phoenix hiểu rằng nếu như ra và có thể đánh nhau với Judas thì chưa biết là mèo nào cắn ngựa nào đâu. Ở đây thì Martin đang có mặt, anh ta bị chặn lại bởi chiêu cuối đến từ Case. Đường trên thì sẽ phòng ngự được đến từ hai thành viên bên phía B2F của mình. Đứng giữa, Judas đang đẩy vào cùng với 120 kg cũng như Case đang có mặt ở đây. Cyrus đang đến đây, Judas vẫn chưa bấm đổi máu. Martin giải quyết xong những con lính một cách tương đối nhanh và đang bắn vào Kubo, lấy cái mạng của Judas. Anh ta bắn liên tiếp, anh ta khoe thông thạo và anh ta có được mạng người đi rừng của đối phương. Trong khi đó đường trên này thì Cerberus Esports có đòi lại được trụ hay không đây? Câu trả lời có lẽ là chưa đòi được khi Rina cùng Medusa đang có mặt ở đây và giải quyết xong con xe rồi. Một tình huống Judas không kịp bấm đổi máu và phải lên bảng điểm số, mất đi cơ chuyển sinh. Con bùa xanh cũng bị cướp đi bởi Kubo và Judas bất lực không thể làm gì được. Đường dưới này Martin đang đẩy lính tương đối cao, trong khi đó đường trên có 3 thành viên đến từ bên phía B2F Gaming. Họ có Zip, Zip chưa hồi chiêu cuối
có lẽ sẽ không có cú lăn nào trong tình huống này, chỉ cần phá bằng tay mà thôi. Vẫn mang tiếng một lần nữa nó lại không chính xác đến từ vị trí của Dian, nhưng có hai thành viên của Surat Esports có mặt ở đây để hỗ trợ cho Dian giải quyết xong con lính. Qua đó thì họ vẫn đang phòng ngự được trong quãng thời gian vừa qua. Trụ đường trên thì đang có đôi chút ưu thế dành cho B2F Gaming, nhưng đường giữa này thì Surat Esports họ lấy được rồi. Sau rất nhiều nỗ lực cấu máu trụ đến từ Judas thì vừa rồi 120 ký đã đẩy thẳng vào với đội tại của Superman mà không cần đến lính để có thể lấy đi cái trụ rất quan trọng này. Judas sử dụng trạng thái ngủ đông nhưng bị phát hiện đến từ Martin cùng với Kubo rồi. Và Judas sẽ phải lên bảng đếm số ở trong pha thi đấu này. Hay chăng đây sử dụng thay máu, nhưng đây là 2-1. Và đúng là Judas đã phải lên bảng đếm số lần thứ 2. Judas 1-2-1 với Sinetia quân bài tủ, nhưng ngày hôm nay có vẻ như là cảm giác thi đấu của anh ta chưa quá tốt với Sinetia thì phải. Bây giờ thì không có chuyển sinh, không có chuyển sinh để Judas có thể ra nữa. Và ở đây thì 120 ký đang phải làm nhiệm vụ đó là phòng ngự trước sức đẩy đến từ Martin. Đường dưới này thì không phòng ngự được nữa rồi. Medusa sẽ có cho mình trụ một khu vực đường trên thì đúng hơn, dành cho đội tuyển BTF Gaming. Và ở đây thì hở ra cho mình con tà thần sẽ ra. Với việc lúc này Judas chưa ra thì BTF Gaming quyết định là ăn nó ngay. Họ làm được điều này khi mà Kubo là một vị tướng có khả năng ăn tà thần là cực kỳ nhanh. Và tà thần sẽ ra dành cho bên phía BTF Gaming ở phút thi đấu thứ 10. Họ sẽ thả dòng tiên phong ở đường nào đây? Ván thi đấu này thì chắc chắn là họ sẽ cần phải rút kinh nghiệm so với ván đấu đầu tiên trong việc ép lính với những con dòng tiên phong. Nhưng đây là một tình huống đánh phản công đến từ bên phía của Cyber Esports đang bắn liên tục đến từ vị trí của Dian. Lăn lông lốc nhưng sao phải lên bảng đếm số rồi. Bên sang cũng phải bay màu quá nhanh. Và đó là hai điểm hạ gục mà bên phía Cyber Esports có được sau một tình huống mà BTF Gaming muốn ép vào cái trụ đường giữa của họ. Rất đáng tiếc khi mà một lần nữa thì BTF Gaming họ vừa mới có cho mình được một cái gọi là ưu thế, đó là con tà thần Caesar, thì họ mất luôn đi sát thương chủ lực ở trong đội hình của đội tuyển này, đó là Medusa với quân bài Cafeni. Một cú lăn mà có lẽ là không đẹp, có lẽ là Cyrus đã không tính toán được hết đường lăn của Zip ở trong tình huống vừa qua, nên anh ta lăn đập mặt vào ở cái thuyền bạch tuộc của Case, sau đó thì lan thẳng vào trong trụ. Và đây là tình huống đổi máu đến từ vị trí của Judas, anh ta kịp đổi máu rồi. Có sự xuất hiện của Case ở đây, mặc tin liệu có cân đôi được hay không đây. Anh ta vẫn áp bật đến cho mình ba tên lửa. Trong tình huống này anh ta bị giữ lại bởi đó là thuyền bạch tuộc tốc biến qua bên kia bờ tường. Cyrus cũng có cái tốc biến cẩn thận đến từ Cyrus để có thể cứu người đồng đội của mình về. Xử lý khá tốt đến từ vị trí của Martin để có thể thoát về được trong pha đụng độ với bộ đôi của phía Cerberus Esports vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha giao tranh ở cùng đường giữa. Bên phía BTF Gaming có 4 người, nhưng Cerberus Esports cũng đã tập trung 4 người rất nhanh. Thuyền bạch tuộc của Case trong pha thi đấu vừa rồi là đẹp. Martin đến trễ và Judas cũng đến sau khi mà tiệc cũng đã tàn. Không phải đập mặt vào thuyền mà đập mặt vào bờ tường. Nhìn chung là cũng có một tình huống lăn mà anh ta có lẽ không lường hết được lối đi của Zip ở trong pha sử dụng chiêu cuối đó. Hơi đáng tiếc dành cho BTF, họ thả rồng khu vực đường trên rồi. Đứng dưới này thì bây giờ đây cũng đã có sự xuất hiện của cả Kubo lẫn Martin nữa. Và Medusa cũng đã kịp hồi sinh. Như vậy là cũng có thể coi là vẫn đang là thế trận có vẻ ổn dành cho đội tuyển BTF của mình. Họ sẽ cần phải rút kinh nghiệm với cú ép theo kiểu như vừa rồi thì rõ ràng nó không phải là một sự hợp lý rồi. Còn ở cú ép này thì sao? Nhìn chung là để ép cũng là một điều khó chứ không phải đơn giản. Đó, trong trường hợp vừa rồi của BTF Gaming là họ thấy ván đầu tiên họ ép cẩn thận quá, ép chậm quá. Ván này đang muốn đẩy nhanh tốc độ một tí thì ngay lập tức là bị đối phương đánh ngược trở ra. Nhưng được cái là ván thi đấu này họ có những chất tướng rất mạnh trong giai đoạn sau, nên có lẽ là cũng không cần phải đến mức độ là quá nhanh như ván thi đấu trước. Cũng cứ từ từ cho những sát thương chủ lực có được một lượng sức mạnh ổn thì cũng không phải là một phương án tệ một chút nào. Trong khi đó thì Judas lại gây ra sự khó chịu với tình huống để lẻ của mình ở nửa dưới bản đồ. Anh ấy đã lấy đi cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới rồi. Rina cần phải về. Và ở đây thì BTF Gaming chỉ còn 3 người mà thôi. 120 ký nắm được thông tin đó. Và ngay lập tức thì Cerberus Esports đã giải quyết được sức ép với tình huống đẩy lẻ khó chịu quen thuộc của Judas với quân bài Sinetra. Anh ta có đủ sự cơ động để lướt về trong tình huống này và bảo toàn được mạng sống của mình. Trong khi đó thì mặc dù đã đầu tư cả chiêu cuối lăn lông lốc đến từ Cyrus để bảo kê cho con rồng thêm một đoạn nữa khu vực đứng trên, nhưng con rồng cũng đã bị giết đi bởi các thành viên của Cerberus Esports khi mà các thành viên của B2F họ quyết định là phải về để đẩy cao thế lính lên cái đá trước khi nghĩ đến chuyện là có thể ép tiếp vào đường trên của đội tuyển Cerberus Esports. Lúc này đây thì lượng tiền đang là cân nhau chăn chặn đến từ đôi bên, không ai hơn ai một đồng nào cả. Martin đứng lên cao và có vẻ như là Judas cũng đã nắm được rằng là Kubo đang có mặt ở nửa dưới này, nên Judas cũng không lao vào đánh nhau cùng với Martin. Như thông thường nếu chỉ có một mình Martin thì chắc chắn là Sinetra cũng sẽ không ngại để cho đối phương đứng dằn mặt mình như vậy, bởi biết rằng đối phương có thêm người, nên Judas cũng đã có một quyết định hợp lý. 120 ký nãy giờ cũng đứng ở đây và lấy được rất nhiều tầm nhìn dành cho người đồng đội của mình để có thể để lẻ một cách tốt hơn. Case, anh ta có mặt ở trong bụi này, anh ta bị cố máu. Bây giờ Dian bắt đầu bắn vào Martin. Martin
có bực hút hay không này. Anh ta hút được, anh ta được hút thì đúng hơn bởi Cyrus, nhưng bây giờ đặt thuyền ở vị trí là khá khó chịu. Quay trở lại trận sân thượng, Kubo đang được bắn ở bên phía cánh. Guina tìm vị trí để anh ta có thể lao vào. Kubo lướt về với nẹt điện của mình đang là nhất nhả đến từ đối bên, không ai phải nằm lại trong tuyến này cả. Martin lại tiến cao để nắm được vị trí ở thành viên bên phía đối phương, và cả đôi bên lại lùi về mà thôi. Chưa có một đội tuyển nào thật sự có lợi ở hang tàn thuật xe ra, khi mà lượng tiền chênh lệch nhau nó còn chưa tới 1.000 điểm. Ôi, VDZ có bó quá mượt mà trong tình huống này, còn Martin đang bị cầu máu rất nhiều, đang lao vào đó là một trong hai kỳ. Anh ta không có lượng sát thương là đủ lớn, như vậy là có lợi và mặt mạng ở gục dành cho đội tuyển Cerberus với tình huống hơi thơ ngây đến từ Rina. Anh ta bước vào cái bụi đó nơi có một sát thủ với lượng sát thương là lớn như là VDZ đang có mặt. Case đang lao vào, anh ta cố gắng khép góc để cho những người đồng đội của mình có thể ăn tà thần xê ra. Nhưng Cerberus Esports có lẽ họ chưa dám ăn chăng? Vừa nãy Judas lượng máu hơi thấp nên cần phải quay lại vòng rừng để có thể hút máu cho mình xong đã mới quay trở lại để ăn tiếp vào tà thần xê ra. Nhưng Bichuem của mình đang không muốn cho họ ăn một cách dễ dàng như vậy. Case đang bị bắn liên tục bởi Medusa. Tà thần thuộc về Judas rồi, hôm nay chính xác đến từ Dian, bắn rất đau vào Medusa cùng với Kubo. Dian vẫn đang cho thấy lợi thế với sải tay dài của Theonas. Lăn lông lốc được sử dụng đến từ vị trí Zip còn ở đây. Judas bị quay bởi hai người đã sử dụng cho mình hiến tế. Cyrus đang bị kẹt lại giữa ba thành viên bên phía Cerberus Esports, và đó là điểm hạ gục dành cho Dian. Cyrus, anh ta quyết định là sẽ phải chết thuê trong tình huống đó để cho Medusa có thể được về. Một tình huống mà anh ta sử dụng cho mình cái lăn lông lốc để có thể làm choáng được hai thành viên của đối phương, tôi nghĩ rằng là tốt đến từ người chơi trợ thủ của đội tuyển B2F Gaming. Và qua đó thì Cyrus là người phải nằm lại trong tình huống này, nhưng điều quan trọng đó là Judas, họ lấy được con tà thần xê ra. Và bây giờ đây với ưu thế về mặt con người thì họ đang có cho mình cơ hội để ăn cho mình con rồng bạo chúa này. Rồng được thả ngay ở khu vực đường dưới. Judas và những người đồng đội của mình đang tập trung tất cả ở đây để có cho mình con rồng, và sẽ có quyền năng hắc ám trên người của Dian. Anh ta giờ đây đang thiếu một đồ nữa thôi, là cái giáp hồi sinh để có thể phun đồ. Anh ta có rồi, và bây giờ thì sẽ là phun đồ dành cho Dian. Anh ta sẽ bắn rất đau. Ở phía bên kia thì Medusa sẽ cần thêm khoảng hơn 1.000 tiền nữa để có thể có cho mình được món trang bị giáp hộ mệnh, để có thể cân kèo về mặt trang bị đối với người chơi xạ thủ Theonas của bên phía đối phương. Và bây giờ thì những pha giao tranh bên nào làm tốt hơn thì bên đó sẽ có được chiến thắng ở trong một thế trận mà nó có căng thẳng như thế này. Rõ ràng sức sát thương của bên phía B2F Gaming là tốt, nhưng ở bên phía Cerberus Esports họ cũng có được khả năng giao tranh mạnh. Và khi mà Theonas được bắn với một lượng đồ như thế này cộng thêm hai bùa lợi lớn nhất ở trên bản đồ thì rõ ràng là Dian hoàn toàn có thể làm được rất nhiều điều, và Dian đang bắt đầu làm. Bắn khá đau vào vị trí của Kubo, nhưng dòng tiên phong đã được giải quyết xong rồi. Martin bị làm chậm bởi ám tiễn được bắn ra bởi Dian. Dian chơi giống tôi con này, cũng chấp chiêu cuối cũng mang tiễn, bắn cái đấy giờ thường trượt. Martin đang giơ mặt ra đây để anh ta có thể dọn được lính, nên nhớ rằng anh ta lên đồ có đam phép và anh ta có khả năng dọn lính là rất ổn. Bị bắn bởi đó là Dian, hết lính rồi. Quay sang khu vực đường dưới này thì lính bắt đầu được tràn vào. Lính bắt đầu tràn vào khu vực đường dưới, nhưng có dòng tiên phong mà bên phía Cerberus Gaming, Cerberus Sport còn không lấy được trụ thì không có dòng tiên phong. Có lẽ sẽ rất khó dành cho họ khi mà khả năng phòng ngự đến từ B2F Gaming sẽ là rất tốt. Một hai chiều đến từ Lyanna cộng thêm với cái lốc siêu thanh của Phoenix là đủ. Nhưng bây giờ không còn lốc nữa rồi, và xả ra mưa liên thanh bị ngắt đi bởi đó là tình huống lao vào đến từ vị trí của siêu nhân. Sau đó ở phía ngoài Dian bắn cháy máy, anh ta lấy được cái trụ rồi tiếp tục bắn đẩy khó chịu đến từ 120 ký Cyrus, bật lên cho mình cái thuẫn. Anh ta đang lăn lông lốc, cây vào hơi sâu, cây thoát được ra với lượng máu là không quá nhiều. Judas lấy đi cái mạng của Medusa. Cerberus Esports muốn lấy đi cả trận đấu này, vẫn đang còn cho mình một con xe ở đây. Họ sẽ có được điều đó và tỷ số sẽ là 2-0 với một pha đẩy cực kỳ quyết đoán khu vực đường giữa. Đúng là rất quyết đoán đến từ bên phía Cerberus Esports, và họ đã có được cho mình thắng lợi 2-0 ở trong trận đấu này. Một lần nữa thì chúng ta thấy là thế trận không bị chênh lệch quá nhiều như ở trong giai đoạn lượt đi. Nhưng đến cuối cùng thì Cerberus Esports vẫn là đội tuyển bình tĩnh hơn và xuất sắc hơn để có được hai ván đấu thắng lợi trước đối thủ của mình. Họ có ý đồ, họ câu được rất nhiều chiêu thức để dọn lính, để phòng thủ của đối phương ở khu vực ép trụ khu vực đứng dưới. Nhìn chung là nhìn Cerberus Esports họ ép trụ trông hiệu quả hơn so với những gì mà B2F có thể làm. Đó là tình huống của khu vực dưới này, thậm chí là Zip ở trong tay Cyrus còn mất đi cho mình cả cái tốc biến nữa, khi mà anh ta bị giữ lại bởi cái thuyền được tạo ra bởi Ata trong tay của Case. Sau đó khi quay sang khu vực đứng giữa thì pha lao vào của 120 ký đã khép bóc hoàn toàn xạ thủ ở trong đội hình của đội tuyển B2F Gaming. Đó là Medusa, anh ta thậm chí bị ngắt đi cho mình chiêu cuối mưa liên thanh và không còn khả năng phòng ngự nữa rồi. Phía sau Dian được bắn. Qua đó thì là một tình huống mà Cerberus Esports đã đưa ra lựa chọn vô cùng chuẩn xác. Cũng không thể không kể tới pha băng vào và lấy luôn điểm hạ gục của Caffeini, người có sức sát thương tốt nhất bên phía đội hình của đội tuyển B2F Gaming của Judas với quân bài Sinestra. Judas là một người chơi Sinestra có những pha dồn sát thương cực kỳ bất ngờ, và trong pha thi đấu vừa rồi là một tình huống như vậy. Ngoài ra thì Dian, đúng là Dian đã có một thế trận được nuôi quá tốt, được bảo vệ quá tốt. Đối phương có Zip nhưng Dian lại mới là người được
bảo vệ tốt hơn ở trong game đấu này. Mặc dù hơi sẩy chiêu cuối hơi nhiều nhưng không sao cả, bởi lẽ con Theo Anat này thì chiêu cuối nó chỉ mang tính chất là làm choáng đối phương thôi. Nếu anh ta bắn chúng làm choáng thì là tốt, nếu không bắn chúng làm choáng anh ta vẫn gây được sát thương cực đau với những đòn đánh với cái chiêu một của mình, đó là ứng nhãn. Bây giờ thì sẽ là Clement of the Match, đó chính là Dian. KD là 403 và MVP Boy 10.4. Một lần nữa thì lại là một xạ thủ có được danh hiệu MVP ở ván đấu. Ở ván đấu trước thì là Huy DZ với Violet, và ván đấu này là Theo Anat trong tay của Dian. Anh ta cũng là người có lượng sát thương lên tướng là nhiều nhất ở trong ván đấu vừa rồi, có nghĩa rằng anh ta không chỉ là đẩy trụ đâu, anh ta còn dùng sát thương rất đau vào các vị tướng bên phía đối phương nữa. Đúng là như vậy. Ở bên phía Vichuan với mình, hai ván đấu liên tiếp họ đều để cho Dian nói riêng cũng như là những chủ lực của bên phía Sport Esports nói chung khá thoải mái ở trong giai đoạn đầu, dù là họ có lợi thế hay họ không có lợi thế thì những người chơi chủ lực của bên phía đối phương vẫn được farm một cách tương đối rông dài, và điều đó giúp cho Dian có một thế trận thoải mái cùng sải tay dài của Theo Anat so với hai xạ thủ đối phía bên kia. Tôi cũng thấy vậy, bởi vì như chúng ta cũng đã phân tích thì trước khi bước vào ván đấu này thì không có một sát thủ thực sự nào trong đội hình của đội tuyển DTF Gaming cả. Nếu như muốn chạm đến vị trí của Dian thì không có cách nào khác ngoài việc là Zip phải nuốt người và sau đó lăn thẳng vào Theo Anat mà thôi. Nhưng không phải lúc nào cũng làm được điều đó. Tính toán đường đi của con Zip ở trong chiêu cuối không dễ. Và chúng ta hãy cùng đến với tình huống đáng chú ý ở ván đấu thứ hai trước khi bước sang ván đấu thứ ba. We'll be right back.
ta lâu nay quá mơ hồ. Lần đánh trái ta mang trên vai gỡ đi, dù trong mặt chỉ nhìn thấy là những năm mê mù. Ai không biết những điều gì về ta. Đôi thể cảm thấy những gì mình chỉ qua. Đôi thể chỉ biết nghe những lời người ca. Đừng được mai miết chứ chạy được có xa. That's why keep it low low. So me go go. Nói thật nhanh đi trong màn đêm. Riding solo. Can't say no more. Không cần hơn đâu. Đôi thể mà suy nghĩ trong đầu. Những chuyện đâu đâu. Keep it low low. So me go go. Nói thật nhanh đi trong màn đêm. Riding solo. Can't say no more. Không cần hơn đâu. Trách nhiệm kia đến nãy trên vai. Let me go pro. Chân bất cứ nơi nào mà mình thích, ta vẫn tốc và lao thật nhanh thì chạy được không phanh. Hướng đôi mắt nhìn trực diện về phía vạch đích, càng hết sức dùng kỳ vọng trên đấu trường này mong manh. Đằng sau lưng có thể chỉ toàn là những lời chỉ trích, vì cuộc đời vốn không đẹp để tựa đi trong tranh. Ngày không xa những nỗi đau sẽ tạo nên kỳ tích, nên làm việc mình thích đừng quan tâm những việc họ bàn. Ra ngoài kia khi mình thấy mình còn có thể và nói cho họ nghe thứ đam mê mày đã tìm thấy nó. Bước nhìn về sau khi nhớ về những chuyện muốn kể, vì còn những điều thật khó nói ra khi chỉ bản thân em mới có thể thấu. Bao nhiêu năm nung nấu giấc mơ kia ai cũng quên ta nên giành lấy đấy. Khác những gì họ thường thấy, những vấp ngã ta đem đánh đổi thành những chiến công mà bao lâu nay họ không đoạt lấy. Yeah. Không thể nào dừng lại quá lâu. Không thể nào chờ đợi nữa đâu. Tôi chưa mắt mà vượt qua sâu. Đừng lo, đã có cream em 3.1 hương thơm mạnh mẽ, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu. Cream em 3.1 nắm gội dưỡng toàn diện cho game thủ. Chẳng điều gì có thể làm Max ngạc nhiên. Trừ hiệu suất cực đỉnh từ công thức 5-trong-1 của Castrol Power One Ultimate mới. Hiệu suất cực đỉnh, đặc chế cho xe số và xe ga. Vâng, chào mừng các bạn cùng quay trở lại với đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2021. Giải đấu nhân hạnh nhận được sự tài trợ đến từ nhãn hàng dầu gội dành cho nam giới số 1 thế giới Clearman 3-trong-1 và nhãn hàng dầu nhất toàn cầu Castrol Power One. Chúng ta sẽ quay trở lại với ván thi đấu thứ 3 của trận thi đấu giữa hai đội tuyển Cyber Esports và B2F Gaming. Ở trong hai ván thi đấu đầu tiên thì Cyber Esports đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0 sau hai ván thi đấu khá dài về mặt thời gian. Nhưng nó cũng cho thấy rằng là B2F Gaming họ vẫn chưa khắc phục được những điều còn tồn đọng ở trong giai đoạn lượt đi. Đó là việc chơi tốt ở trong giai đoạn đầu game, nhưng đến giai đoạn giữa và cuối game thì lại bắt đầu cho thấy sự hụt hơi so với những đội tuyển ở top trên. Ở ván đấu đầu tiên thì trận đấu được kéo đến giai đoạn có thể coi là rất late, khi mà Cyber Esports họ càng chơi thì càng cho thấy ưu thế với bộ tướng mà họ đã sử dụng, cùng với việc là họ cũng đã tích lũy được tốt hơn
với những cái giáp hồi sinh mà mình đã có để có thể có được một chiến thắng trong pha giao tranh cuối cùng là tương đối dễ dàng, bởi vì là họ hồi sinh mà. Còn ở ván đấu thứ hai thì họ khác đi một chút khi mà họ đẩy rất kiên quyết vào cùng trụ đứng giữa ở trong một tình huống ép trụ, và qua đó thì lấy được cả bàn đấu ở trong quãng thời gian nó ngắn hơn so với những gì mà họ đã làm ở trong ván đấu thứ nhất. Và bây giờ thì sẽ là ván đấu thứ ba. Bít Tuyết Quyết Minh trong giai đoạn lượt về này thì chưa có những sự thay đổi gì cả, khi mà thứ nhất về mặt con người thì họ vẫn vậy, thứ hai về mặt cách chơi thì đội tuyển này vẫn chưa mang đến điều gì mới mẻ cả. Đối với Serious Sport thì chúng ta nhìn thấy rằng họ đã dám đưa Lorient đi trợ thủ trong tay của Case, nghĩa rằng là họ cũng đã có những sự học tập đến từ các server khác, đến từ các nền Liga Mobile khác ở các nước bạn. Nhưng mà đối với Bít Tuyết Quyết Minh thì chưa thấy gì khác biệt. Đó là lý do mà cho đến hiện tại thì Serious Sport vẫn đang thoải mái như thế này đây. Chúng ta có thể thấy là trông rất ảnh ương đến từ HuyDZ cũng như là Dian. Không, tôi thấy HuyDZ lúc nào trông kiểu này, trông lúc nào cũng rất kiểu rất là thoải mái. Với việc thi đấu tại đấu trường danh vọng của mình. Và tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái tốt nếu tốt như chúng ta giữ được cho mình một tâm trạng thoải mái cũng như là một niềm vui khi thi đấu, thì đó sẽ là một điều để có thể giúp cho các cầu thủ thi đấu một cách tốt hơn. Sinestra của Judas lại một lần nữa được sử dụng trong ván thi đấu thứ hai vừa rồi, và mặc dù đã có một vài pha phải nằm lại liên tiếp ở trong giai đoạn giữa giữa của ván đấu, nhưng đến sau cùng thì Judas vẫn cho thấy rằng đây vẫn là một chất tướng sở trường của Judas mà các đội tuyển vẫn cần phải lưu ý ở trong giai đoạn lượt về, khi mà meta cũng có một số sự thay đổi nhất định, nhưng nhìn chung so với giai đoạn lượt đi thì meta vẫn chưa dịch chuyển quá nhiều. Martin, một anh chàng đã xuất hiện trong màu áo của trước đây là In The Dark và sau đó là đội tuyển Evo Esports. Nhưng có lẽ tại BTF Gaming thì những gì mà Martin đang phải đối đầu nó là khó khăn hơn nhiều so với trong những màu áo của các đội tuyển cũ của anh chàng này. Các vị tướng được sử dụng ở trong hai ván đấu đầu tiên thì cũng đã xuất hiện rồi, khá nhiều vị tướng mạnh đã được lựa chọn. Có vẻ như về mặt bể tướng thì Serious Sport sẽ có đôi chút ưu thế trong ván đấu này, khi mà trong các ván đấu trước đó thì họ cũng đã có những vị tướng theo kiểu là khá trái kèo đến từ các lựa chọn. Họ đã đưa Violet vào khu vực đứng giữa trong tay HuyDZ, cũng đã đưa Lorient vào đường trợ thủ trong tay của Case. Đây sẽ là cấm chọn của ván đấu thứ ba, liệu rằng BTF Gaming có tái hiện lại được ít nhất là tỷ số giống trong trận lượt đi là thua 1-3 hay không, hay là họ sẽ phải đối mặt với trận thua 0-3 thứ ba liên tiếp của đội tuyển này. Cấm đi Zip đến từ BTF, còn đối với Serious cấm Richter và có thể là họ sẽ cấm nốt cả Kera ở slot 2. Tỷ lệ thắng ở bên phía đội đỏ của Serious Esports có lẽ là gia tăng đáng kể ở trong trận đấu này, khi mà họ đã giành 2 điểm số ở bên phía đội đỏ vào ván thi đấu thứ 3. Thì thứ tự của hai đội tuyển vẫn không có một sự đổi khác nào, khi BTF Gaming vẫn lựa chọn ở bên phía đội xanh. Cả 3 ván thi đấu thì BTF Gaming đều là đội tuyển có quyền được chọn bên. Ở ván đấu thứ nhất thì bởi vì lịch thi đấu giai đoạn lượt về họ ở phía trước so với Serious Esports nên họ là đội tuyển được chủ động chọn ván đầu tiên. Còn 2 ván đấu sau thì họ là đội thua nên họ được lựa chọn bên và họ đều lựa chọn ở phía đội xanh. Serious Sport vẫn cấm đi Richter và Kira, còn bên phía BTF Gaming họ cấm Zip và Lữ Bố, vẫn sẽ là Lữ Bố bị cấm đi. Sau đó thì họ lấy Florentino dành cho Martin, nhưng Quy vẫn còn nên có lẽ Florentino cũng không phải là một vấn đề gì đó quá to tát mà bên phía Serious Sport phải lo sợ. Họ đang hướng đến bộ đôi Roy cùng với Elandor ở trong game đấu này. Wow, Roy Elandor làm tôi nhớ đến Sun Phantom. Ở trong trận đấu ngày hôm qua thì họ cũng đã thắng trước V Gaming. Những trận đấu mà chúng ta cũng đã thấy rằng đôi khi chưa hẳn là trong giai đoạn đầu Sơn Văn Tôm làm tốt, nhưng càng về sau thì họ lại càng làm tốt hơn. Đặc biệt là trong ván đấu mà họ có đôi Elandor Rui này, thì đó là ván đấu mà thậm chí V Gaming còn chọn những vị tướng rất lết. Tôi nhớ nhầm là Violet và Liliana, cặp đôi cấu rỉa, chị em cấu rỉa đến từ đội tuyển V Gaming, nhưng vẫn không ăn được một con bài mà chúng ta vẫn luôn gán cho nó là khỏe sớm và giữa game như kiểu là Elandor. Nhưng đến cuối game thì vẫn bắn bình thường, họ vẫn thắng thôi. Đúng là như vậy, đó là một ván đấu mà Sài Gòn Phantom thật sự đáng nể khi có thể chơi với một đội hình gồm những chất tướng như vậy, đối đầu với Violet 9-1 của bên phía đối phương mà vẫn có cho mình được thắng lợi sau cùng. Đó là đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Còn đối với Saber Esports thì họ vẫn đang đi tìm sự khẳng định cho riêng mình tại mùa giải năm nay, và họ cũng đang cho thấy một thái độ rất chịu khó học hỏi các bài đánh của các đội tuyển hàng đầu ở Việt Nam và kể cả là những đội tuyển hàng đầu của nước ngoài nữa. BTF Gaming có lựa chọn đường trên là rất mạnh, con bài Florentino cho Martin. Sau đó thì họ có Ryoma. Ryoma chúng ta vẫn biết được là đi ở ôn lên, nhưng có lẽ là sẽ đi dừng trong tay của Kubo để có thể tối ưu hóa sát thương trong giai đoạn đầu game, qua đó lăn cầu tuyết một cách thực sự mạnh mẽ. Với việc là họ có cho mình hai vị tướng còn lại là Florentino cũng có thể đánh tốt khi có level 2 và cả Chrissy nữa, có khống chế, có sát thương nhiều, có vẻ như họ sẽ hướng đến cho mình một giai đoạn đầu game sẽ vào rừng để móc máy đối phương trang.
Cyber Esports thì họ đang cấm đi cho mình là Violet. Trước đó thì lựa chọn Quy ở khu vực đứng trên để có thể đối đầu với Florentino. Như vậy không phải là kèo Rossi, Florentino mà họ lựa chọn Quy. Chưa đánh Rossi đúng không nhỉ? Chưa, chưa đánh Rossi nhưng vẫn chọn Quy. Đánh Quy đối đầu với Florentino tôi nghĩ rằng là nó còn tốt hơn so với Rossi và Florentino. Rossi và Florentino thì tránh nhau thôi, chứ còn Quy đánh Florentino thì là kèo kỹ năng đánh đấm nhau luôn. Không phải sợ đến từ vị trí Quy nằm trong tay 120 ký ở trong game đấu này. Nhưng nhìn chung là ba sự lựa chọn đầu tiên của bên phía Cyber Esports vẫn đang là hơi thiếu độ cứng một chút. Họ có được độ cơ động rất cao, đúng. Họ có sát thương lớn nhưng độ cứng cáp thì chưa có nhiều. Họ sẽ khó cải thiện độ cứng cáp này với việc là họ đã có cho mình là Rui trợ thủ cũng như đường trên, những vị trí thường xuyên là phải cứng cáp. Còn lại thì sẽ là chủ lực dành cho đội tuyển này mà thôi. Cùng lắm thì họ sẽ đưa một quân bài không, tôi nghĩ rằng đây là những vị trí chống chịu chủ lực của Cyber Esports rồi. Và bây giờ thì sau khi đã có rừng, đã có đường trên, đã có trợ thủ thì họ lựa chọn cho mình quân bài ở đứng giữa trong tay Huy DZ, đó sẽ là quân bài Dirac này. Và sẽ còn thiếu một vị tướng ở khu vực đường rồng nữa dành cho Cyber Esports. Có thể họ sẽ đưa Yena vào trong. Nếu như họ đã có Elandor rồi thì cái cách mà Sơn Văn Tôm vẫn thường chơi đó là đưa Yena trong tay của Red. Liệu rằng Dian có sẽ chơi quân bài đống sĩ ở đứng dưới hay không đây? Còn BTF Gaming thì họ có hai lựa chọn để khép lại đội hình của mình. Oh, Murat được lựa chọn dành cho Judas và Elandor này sẽ là Elandor của Dian. Rất nhiều khả năng là như vậy và Judas sẽ chơi vị tướng sở trường Murat của mình ở trong game đấu này. Một sự thay đổi rất bất ngờ trong sự lựa chọn cuối cùng. Cứ ngỡ rằng là chắc chắn là Elandor Roy thì phải là Elandor đi rừng, nhưng trái ngược lại với những suy đoán của chúng ta sẽ là Murat đi rừng dành cho Judas, vị tướng cực kỳ sở trường từ cái thời mà Judas còn bị gán với danh hiệu là Boy One Charm, cùng vị tướng Murat ở vị trí đi rừng khi mà tuyển thủ này còn thi đấu trong màu áo của Sài Gòn Phantom. Và bây giờ thì anh ta sẽ mang Murat đi rừng ở ván đấu này. Với việc là có Elandor được chọn thì ngay lập tức chúng ta nghĩ rằng là Elandor đi rừng trong tay Judas và một vị tướng xạ thủ hoặc là đấu sĩ đi đường dưới trong tay của Dian. Nhưng mọi thứ khác đi sẽ là cặp đôi Elandor và Roy ở khu vực đường rồng ở trong trận đấu này, còn Murat được đẩy vào đường rừng trong tay Judas. BTF Gaming cũng có một sự khác biệt khi mà lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là con bài Aoi. Và như vậy là Ryoma cũng không giống với dự đoán của tôi là đi rừng, mà Ryoma này sẽ là Ryoma trợ thủ trong tay của Cyrus. Một quân bài có tỷ lệ thắng là tương đối cao dành cho Cyrus khi mà anh ta luôn đánh tốt những con bài có thiên hướng tấn công ở vị trí trợ thủ của mình. Sẽ có Ryoma cho Cyrus ở trong ván đấu này. Một ván đấu mà đội tuyển BTF Gaming sẽ hướng đến cho mình một ván thắng để qua đó có thể có được điểm số, bởi nếu như để thua 0-3 thì thực sự đó sẽ là một sự khởi đầu là không vui một chút nào cho giai đoạn lượt về này cả. Mặc dù đã từng bị gán với danh là Boy One Charm Murat, tuy nhiên thì đây mới là lần đầu tiên mà Judas sử dụng Murat ở đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2021. Và vòng rừng của Murat đang bị đe dọa khi mà bộ ba của BTF Gaming tấn công trực tiếp vào vị trí con bùa xanh này. Cyrus bị đẩy với thiên hỏa trận. Cyrus bị tấn công bởi Dian. Cyrus sẽ lên bàn điểm số trong tình huống này. Chính cuộc đầu nó lại thuộc về Case. Bùa xanh được cướp đi bởi đó là Martin. Anh ta quay lại phun hoa vì IDZ và anh ta lấy được cái mạng của IDZ, thoát được về với thần môn đó là Case. Như vậy là một tình huống mà BTF Gaming họ cướp được bùa của đối phương, lấy được cái mạng của IDZ và đổi lại là Case là người phải nằm lại mà thôi. Lúc đầu thì bên phía BTF Gaming cướp được bùa xanh, sau đó thì họ đã bị mất đi cho mình điểm Castle Power thần tốc. Nhưng Martin đã làm quá tốt với quân bài Florentino trong một động thái di chuyển bất ngờ như vừa rồi và lấy thêm cả một điểm hạ gục của HDZ nữa, để qua đó thì một lần nữa chúng ta thấy BTF Gaming lại có được những lợi thế ban đầu rồi. Đúng như dự đoán thì với việc là họ sở hữu cho mình những chất tướng mạnh như là quân bài Ryoma và cùng với đó là cả Florentino nữa thì lập tức là một pha di chuyển có ý đồ vào khu vực hang bùa xanh của đối phương. Một tình huống mà họ đã có được cho mình con bùa xanh nhưng Judas vẫn có thể bật 4 khi mà anh ta đã hoàn thành xong vòng rừng của mình rồi. Ở đường giữa này thì Kubo đang có mặt cùng với hai người đồng đội của mình để an ninh cho mình ba con lính và sau đó thì di chuyển sang khu vực hang rơi, nơi mà Cyber Esports cũng đang phòng bị ở đây với tổng cộng là 3 thành viên. Florentino cũng đang đến đây với Martin và họ có ưu thế về mặt con người trong tình huống này. Họ đang dồn đam vào con rơi này và có được con rơi sau 3 trừng trị đến từ Kubo. Kubo đã có cho mình được con rơi thủ vệ trong tình huống thi đấu vừa rồi. Cyber Esports họ đang muốn kéo cả 5 thành viên xuống khu vực rồng hắc ám để tranh chấp cùng với đối phương chăng không, khi mà Judas vẫn còn đang ở trong vòng rừng của mình. Và với việc thiếu vắng con bùa xanh đầu tiên thì lượng năng lượng của Judas cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và qua đó thì tốc độ farm cũng sẽ bị chậm đi. Bây giờ lại còn đang bị gặp khó khăn trước sự áp sát đến từ Martin nữa. Nhưng ở đây thì 120 ký cũng đã biết cách tỏa sáng với quân bài ở đường tà thần của mình. Quy của anh ấy đã đấm gục được Cyrus và Dian.
trở ra và trở vào rất nhanh. Đây là sự lợi hại đến từ quân bài Elandor kết hợp cùng với Rui. Anh ta sẽ có được khả năng hồi phục mà rất kịp thời để có thể quay ra và phòng thủ được của trụ khu vực đường dưới này, sẽ ăn bớt quái nhỏ đến từ Dian. Trên thực tế thì về mặt farm tiền giờ đây thì Judas, mặc dù anh ta mất con bồ xanh đầu tiên, anh ta vẫn đang làm tốt hơn so với những gì mà Kubo với con bài Aoi có thể làm. Kubo đang có mặt và giao tranh tương đối nhiều trong thời điểm vừa qua. Ở đây Dian anh ta đang bị tấn công với mưa sao băng được bật lên, nhưng anh ta cũng có thể thoát được về khi bật lên cho mình điệp vũ và sẽ hồi phục để quay ra ngay sau đây. Quan trọng là phòng ngự được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường rồng và bộ đôi Elandor cùng với Rui xìu dắt nhau về. Kubo đã bật lên cấp độ 6 sau khi có được con bùa đỏ vừa rồi, sẽ vòng ra khu vực đường giữa để đẩy tơn lính ở đó. Trong khi đó thì bộ 3 Medusa, Cyrus cùng với Rina vẫn tiếp tục bám trụ kiên cường ở khu vực đường rồng này, họ sẽ tiếp tục đẩy cao sức ép. Nhưng ở phía kia thì Dirac cũng đang di chuyển xuống, và có lẽ là với một quân bài có khả năng dọn dẹp lính nhanh cũng như là phòng ngự tốt với cái lô cốt tử quang như là Dirac thì sẽ khó để cho bên phía Vitro Gaming có thể lấy ngay được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới của bên phía Cerberus Esports. Ngay khi có sai và biết rằng Dirac của HuyDZ đang có mặt ở đấy thì bỏ cuộc thôi. Đến từ bên phía của Cyrus, anh ta quyết định là sẽ không làm gì nữa trong tình huống khu vực đường dưới. Ở đây đang nấp, đang tương kế tự kế đến từ B2F. Ba người của họ có mặt ở đây, họ đang đu đến, đó là Kubo với long chảo của mình cướp bùa đến từ B2F bên mình. Judas làm gì đây, có dám cướp lại không? Anh ta không dám giữ lại con bùa, mất cả con khỉ đầu lá lẫn con bùa đỏ khi mà Judas chỉ có một mình, còn đối phương là quá đông. Đây là sự lợi hại đến từ Dirac, không chỉ là phòng ngự mà bây giờ còn là tấn công nữa cơ. Cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới của bên phía Vietjet của mình được giải quyết gọn gàng với sự lợi hại của chất tướng Rui. Đúng, đó là tình huống mà thần vực được đặt cực kỳ hợp lý, và qua đó thì có bốn thành viên lập tức có mặt bên phía của Cyrus Esports ở đây. Họ có được cho mình không chỉ là cái trụ khu vực đường dưới nữa, mà đó là con rồng hắc ám thứ hai của trận đấu này. Trong khi đó những gì mà Martin và Kubo đã làm là chặn tên lính khu vực đường trên đây, nhưng họ lại không có người ở đó. Và khi mà quy trong tay của 120 ký, anh ta đã giải quyết xong câu chuyện ở đường dưới rồi, thì đơn giản là anh ta đi bộ lên đường trên và sẽ phòng ngự được ở khu vực trụ đường trên. Martin đang di chuyển xuống hỗ trợ cho những người đồng đội của mình ở nửa dưới bản đồ rất nhiều, ngay từ những bước di chuyển đầu tiên và con bùa xanh đầu tiên của Judas và pha xử lý vừa rồi nữa. Rina đang đứng trước nguy cơ bị hạ gục, thậm chí là Dian đã tốc biến đuổi theo sau khi mà người chơi đứng giữa bên phía đối phương cũng sử dụng tốc biến. Kubo sử dụng cho mình long chảo, nhưng Kubo đang bị cầu máu rất nhiều long diệt để bỏ chạy, và cái trụ đầu tiên rất quan trọng này lại được xử lý một cách rất tốt đến từ các thành viên của Cyber Esports rồi. Và Martin đang đến đây bắt đầu những nhịp phun hoa của mình, gọi ra thần vực, đó là Rui trong tay của Case, và có được hai cái trụ bằng cách ép trụ rất mạnh mẽ đến từ Cerberus Esports. Bây giờ thì họ đang hướng đến khu vực đường trên. Bây giờ lượng tiền Cerberus Esports không nhiều hơn quá nhiều so với BTF Gaming, nhưng họ đang ép trụ một cách tuyệt hay. Và Judas đang có cho mình rất nhiều mạng gục, không hổ danh là Boy Ancha Murat, khi mà anh ta đang có những tình huống với lượng sát thương cực kỳ lớn sau những cú ảnh tràm của mình. Cũng giống với Elandor thì Murat cũng có khả năng đặt bóng và quay ngược trở lại sau khi biến về với cái thần môn của Rui. Và trong ván đấu này thì Cerberus Esports đang có tới hai vị tướng có khả năng làm được điều đó để gia tăng độ cơ động cũng như là tính bất ngờ trong cách phối hợp cùng với chất tướng Rui nằm trong tay của Case. Đây là tình huống mà có lẽ sẽ bắn với để lấy đi cái trụ một khu vực đường trên chưa? Đang thay nhau tanh trụ, chắc là sẽ lấy được sớm thôi. Ép trụ hiệu quả đến từ Cerberus Esports, họ đã làm bài đánh này ở trụ đường dưới, trụ đường giữa, và bây giờ ở khu vực đường trên này họ vẫn làm được điều này rất dễ dàng. Và với thần môn họ quay trở lại, và điệp vũ cũng giúp Dian quay trở lại lập tức ở khu vực đường của mình rất dễ dàng. Cerberus Esports họ đang khiến cho thế trận trôi đi ở trước mắt của B2F, mà B2F không thể làm gì được hơn cả. Trong khi đó thì Martin cùng với 120 ký không đánh nhau quá nhiều, mà thay vào đó thì họ lại thường bắt được người của phía đối phương. 120 ký đấm được vào tường vị trí của Martin, nhưng Kubo xuất hiện và 120 ký mất đi phù hiệu quả của băng sương, mất tốc biến bỏ chạy. Và nhưng quan trọng là chạy được. Quan trọng là chạy được rồi, và khi có Murat ở trong tay Judas ở đây nữa thì anh ta sẽ phản công trang, anh ta dùng cho mình chiêu cuối để có thể dọn dẹp được xong xe lính, và anh ta làm được điều này. Judas vẫn đang là tương đối khỏe, băng vào. Kubo có long chảo tấn công Judas. Judas cố gắng thoát đi hai lần lướt của mình, anh ta có cú bắn đến từ trụ nữa. Judas outplay thành công đối phương, người nằm lại là Kubo. Một tình huống mà Kubo đã quá tham để có thể hạ gục đi đối phương, và cuối cùng thì Kubo phải trả giá. Trong khi đó thì Judas vẫn còn tiếp tục trêu đùa các thành viên có mặt ở khu vực nửa dưới của đối phương để cho họ không về được. Và qua đó thì sức ép được đẩy lên bởi bộ ba HuyDZ, Dian cùng với Case ở khu vực nửa trên của bản đồ sẽ là rất lớn. Thậm chí là Judas với lượng máu vừa rồi còn hạ gục được thêm một thành viên của bên phía đối phương nữa cơ, đó là Valentino của Martin. Cú pick Judas ở Murat ở trong lượt lựa chọn cuối cùng của Judas thực sự là quá hay, cho đến bây giờ thì nó đang phát huy hiệu quả một cách tối đa. Anh ta đang chơi cực tốt với con bài làm nên tên tuổi của mình. Và ở nửa còn lại của bản đồ thì hãy nhìn cái cách mà Dian với con bài Elandor kết hợp cùng với Case, nó cũng mượt mà không kém gì Lai Bâng cả, cùng với CRF nữa.
Và ở đây thì họ đã chưa cần bất kỳ một con tà thần nào cả, nhưng họ đang có cho mình được gần như, không phải gần như nữa mà chính xác là toàn bộ dàn trụ ngoài của BTS Gaming rồi. 6 trụ ở phút thi đấu thứ 7-40 này, Judas đang liên tục cầu máu bên phía đối phương. Martin thả hoa trúng vào vị trí của Judas rồi. Judas đang cố gắng lết về với sự bảo kê của những người đồng đội của mình, và anh ấy làm được điều đó. Bị bắt bóng bởi đó là Martin, nhưng không sao cả, anh ta lết về và thậm chí quay trở ra một cách cực kỳ nhanh. Một lần nữa thì đó là những cú lướt mang lại cho mình khả năng hồi phục khi kết hợp cùng với Rui trong tay của Kay. Anh ta quay trở ra lập tức tạo ra một thế trận lan cầu tuyết, phải nói là điên rồ đến từ bên phía Cyberdot Esports khi từ nãy đến giờ chưa chạm phút thứ 9 mà họ đang có cho mình gần như là sẽ có đường siêu cấp ngay sau đây. Trang này cú cầu máu làm tiền đề rất nhiều các thành viên của đối phương, họ phải về để có thể hồi phục. Sẽ có đường siêu cấp đầu tiên ở phút thứ 9, chưa đến phút thứ 9 này. Sẽ là đường lính siêu cấp đầu tiên, thậm chí là còn không cần đến con tà thần Zeta. Và có vẻ như là Cyber Esports cũng không định ăn tà thần Zeta để lấy đi được những đường lính siêu cấp tiếp theo. Dian đã mất đi tốc biến khi mà đối phương gia tăng áp lực và đang bị tiếp cận bởi Medusa. Dian. Ui, Medusa không ăn được Dian trong tình huống này, và anh ta đi giạt rồi. Trong khi anh ta tốc biến trở lên, trong khi đó thì Judas lấy đi cái mạng của người đi đường giữa Rina, bắn với tình huống lao đến của trong khi Dian đã phải nằm lại. Medusa vẫn bắn gục được Dian, anh ta vẫn đang bỏ chạy. Tam thì thâm đến từ vị trí của Dian, và thậm chí bây giờ nếu như Medusa chạy kịp vào trụ có thể tự tử được. Kịp không? Không kịp. Ui, nếu chạy thẳng vào trụ tôi nghĩ rằng là tự tử kịp trong tình huống vừa rồi, nhưng cuối cùng thì Dian cũng phải lên bảng đếm số rồi. Dian lên bảng đếm số, nhưng đó cũng sẽ không phải là bước chậm lại quá lớn dành cho Cyber Esports, một tình huống mà trước đó thì anh ta đã đứng tương đối cao và anh ta dính đạn thần quang đến từ Medusa. Qua đó thì đội tuyển Cyber Esports bây giờ có lẽ thì họ sẽ không chọn cách ép chay nữa mà sẽ ăn tà thần Caesar ngay sau đây. Chào ăn thôi, ăn thôi. 4-0-1 dành cho Judas rồi, với một lượng tiền ao hoàn toàn so với bản đồ ở 7.100 tiền ở phút thi đấu thứ 9 này. Và với con tàu xe ra này cùng với Roy có lẽ là những đường lính siêu cấp tiếp theo mà bên phía BTS Gaming còn lại ở trên bản đồ cũng sẽ bị uy hiếp một cách dữ dội. 3.000 tiền nhiều hơn dành cho CBR Esports. Thả rồng có lẽ nó sẽ bay ở khu vực đường trên này, tranh thủ Kubo lấy được cái trụ đầu tiên ở trong trận đấu này dành cho đội tuyển BTS Gaming. Hai trận đấu trước thì BTS Gaming là những người đè cho đến khoảng phút thứ hơn 10 họ vẫn đè, họ làm tốt trong giai đoạn đầu của bán đấu và gần giữa, nhưng sau đó thì họ bị lật lại bởi đội tuyển Cyber Esports. Trận đấu này thì họ đang chưa làm tốt trong giai đoạn đầu, liệu rằng họ sẽ làm được điều ngược lại hay không đây, liệu có lật kèo được trước Cyber Esports hay không đây. Tôi nghĩ rằng khó, hơi khó rồi, hơi khó với một đội hình có Roy và có Burak ở trong một thế công như thế này. Bóng đầu đến từ Cyrus cùng với Martin, nhưng Judas mới là người trở thành chuyển tiếp khi hạ gục được Rina. Judas đang tiếp tục lấy nội tại tấn công vào vị trí của Cyrus. Double kill dành cho người chơi đi rừng bên phía Cyber Esports. Đường lính siêu cấp thứ hai đã rồi, và có vẻ như là không cần đến đường lính siêu cấp thứ ba. Thậm chí là AOI của Kubo vẫn còn đang chờ đợi đối phương ở khu vực hang mùa xanh cho một tình huống đánh bọc đầu. Nhưng người nữa đâu ra mà bọc đầu, và 3-0 dành cho Cyber Esports, và họ có được 3 điểm trọn vẹn trong trận thi đấu đầu tiên tại giai đoạn lượt về của mình. Dũng có để ý thấy cái tình huống mà khi gọi ra thần vực bởi Rui thì lúc ấy Judas anh ta đã tích đủ số ở một phương trời nào đó rồi, anh ta bấm vào truyền tống, anh ta đến, anh ta lướt vào và anh ta tạo ngay ra cho mình một cái ảo ảnh chảm cấu đi cực kỳ nhiều máu của đối phương, và nó là áp lực quá lớn, là một tiền đề tuyệt vời để cho các thành viên còn lại của đội tuyển Cyber Esports họ có thể lấy đi cho mình cái trụ cuối cùng ở khu vực đứng trên dành cho Cyber Esports, và họ đẩy thẳng vào nhà chính của đối phương. Một thế trận lăn cầu tuyết có lẽ là hoàn hảo mà Cyber Esports tạo ra với con Rui, với con Elandor và cả con Murat nữa. Có lẽ là điểm nhấn đáng chú ý duy nhất mà bên phía đội tuyển BTS Gaming có được ở trong trận thi đấu này đó là con đầu bùa xanh đầu tiên được cướp đi, cùng với đó là một điểm hạ gục mà Martin có được. Còn sau đó thì là một thế trận mà bên phía Cyber Esports đã nắm bắt rất tốt. Họ dịch chuyển đội hình một cách cực kỳ hợp lý để khiến cho đối phương khó lòng để có thể theo được mình. Và với một thế trận tấn công cùng một con Murat xanh như vậy khi kết hợp thêm với Roy thì quá khó để cho bên phía BTS Gaming có thể có được một kết quả khác hơn ở trong trận đấu này. Tôi tin là bài này Cyber Esports cũng đã chuyên với nhau rất nhiều lần rồi. Họ cũng đã đánh với nhau rất nhiều lần về cái cách mà họ sử dụng Murat cùng với Rui và cái Leandor với Rui, nó thành thạo lắm và nó có ý đồ lắm. Nó rõ ràng là họ muốn làm thế chứ không phải là họ ngẫu hứng mà họ có những tình huống bay nhảy như vậy đâu. Còn đối với BTS Gaming thì càng lúc họ càng gặp khó khăn nhiều hơn trong việc tìm ra được một lối thoát trong trận đấu này với Cyber Esports. Hai ván đấu đầu tiên thì là những ván đấu mà họ còn có hy vọng. Ván đấu thứ ba thì tôi lại nhìn thấy cũng giống như trận đấu gần đây của đội tuyển BTS mà thôi, khi mà hai ván đấu đầu họ không có được điểm số, không có được chiến thắng, khi mà đè đối phương trong giai đoạn đầu và giữa thì họ nản, khá là nản ở ván đấu thứ ba vừa qua và thua một cách chóng vánh hơn rất nhiều so với hai ván đấu đầu tiên của đội tuyển BTS. Trận thua này cho thấy rằng là khả năng để có thể vươn lên của BTS Gaming
cũng sẽ là tương đối khó khăn đây ở giai đoạn lượt về khi họ không có sự thay đổi nào. Judas sẽ là người giành được danh hiệu Clear Man of the Match của ván thi đấu thứ 3 với quân bài Murat sở trường của người chơi này với KDA 602 rất hoàn hảo, MVP point 10.7 và tham gia vào hơn 70% điểm hạng mục mà bên phía đội tuyển Cyber Esports có được trong ván đấu này. Xét tới lên tướng của Judas cũng là nhiều nhất, anh ta cũng farm đỉnh nhất ở trong ván đấu vừa qua. Ngoài tình huống lao vào cầu máu với ảnh trảm ở pha cuối cùng với cái thần vực được kết hợp ở trong tay của Kaze, thì trước đó Judas chúng ta còn nhớ rằng anh ta cũng đã outplay được Kubo ở khu vực đường dưới rồi, tình huống mà Kubo cũng đã cố gắng tham vào cái mạng của Judas và qua đó thì phải nằm lại. Kubo một ván đấu cũng không tạo ra được ấn tượng nào cả, sát thương của anh ta cũng là tương đối ít ỏi và nó cũng chỉ thậm chí là còn ít hơn so với những gì mà Martin đã có thể làm, nó chỉ ngang ngang với Medusa và Rina mà thôi. Một trận đấu khó khăn nữa mà Martin lại là MVP bại rồi. Và đúng là như vậy, bên phía BGM thì mình không tích lũy được bất kỳ một điểm số nào. Ngay sau đây thì có lẽ là họ sẽ chờ đợi xem màn quay trở lại của Toto trong màu áo của Heavy, đối thủ trực tiếp của họ cho hai vị trí cuối cùng, sẽ thi đấu như thế nào trước đội tuyển Box Gaming khi có sự bổ sung thêm Toto nữa. Toto sẽ trở lại với đội tuyển Heavy và để xem là anh ta sẽ có thể làm gì để cứu vãn cho Heavy, một đội tuyển thậm chí bây giờ còn đang có điểm số là ít hơn so với đội tuyển BTF Gaming. Không biết đâu đấy, chiến thắng thôi thì sẽ khiến cho điểm số là ngang bằng nhau. Còn với BTF Gaming thì mọi thứ nó là quá khó khăn rồi khi mà hôm nay thì họ lại thua trước đội tuyển Cyberdot Esports. Hy vọng rằng ở trong trận đấu tiếp theo thì BTF Gaming sẽ có sự đầu tư tìm hiểu nghiên cứu nhiều hơn về meta, qua đó có thể mang lại những bài đánh mới lạ và mang đến những bất ngờ để cho giải đấu chúng ta sẽ hấp dẫn hơn ở khu vực nửa dưới, khu vực đua trụ hạng. Còn hiện tại chúng ta có thể thấy rằng là sau giai đoạn lượt đi thì mọi thứ nó cũng đang dần lộ diện ra ở các cuộc đua rồi, cuộc đua vô địch hay nói cách khác là cuộc đua ở vị trí đỉnh bảng, thì đội tuyển Sơn Phantom đang khá là vô đối ở thời điểm hiện tại. Cuộc đua top 4 thì đang hấp dẫn. Đúng top 4 vậy, hấp dẫn khi mà các đội tuyển nằm từ vị trí thứ 2 cho đến 6. Vị trí thứ 6 đều có cơ hội, đều có cơ hội để có thể có mặt ở trong top 4 và cũng có nguy cơ bị loại khỏi top 4 sau cùng khi mà giai đoạn vòng bảng khép lại. Còn cuộc đua trụ hạng thì như đã nói giờ đây đang hơi một chiều một tí, bởi vì những sự khó khăn đến từ đội tuyển Heavy cũng như là B2F Kiếm Minh. Heavy thì họ đã có sự thay đổi về mặt con người rồi và có lẽ chúng ta cũng sẽ có quyền chờ đợi một trận đấu hấp dẫn với đội tuyển Box Gaming, một đội tuyển mà tôi cho rằng trong giai đoạn lượt đi họ đánh cũng tương đối là một màu, khi mà Box Gaming phụ thuộc tương đối nhiều vào đội trưởng của họ, đó là Ara. Còn đối với đội tuyển Heavy thì khi có được một nhân tố cũng đã quá quen thuộc với những con người cũ của Heavy như là KA, như là Chobit, thì khi có sự xuất hiện trở lại của Turtle tôi tin rằng đó cũng sẽ là một sức bật. Còn trong trận đấu với Cyberdot Esports này và trận đấu tiếp theo là của Box Gaming thì chúng ta cũng cần phải nhắc đến người chơi mới chuyển từ Cyberdot Esports qua Box Gaming, đó là 20%, cũng sẽ biết đâu đó cũng sẽ có cơ hội đối đầu với Toto. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần phỏng vấn để xem là Cyberdot Esports họ sẽ chia sẻ niềm vui của mình như thế nào sau thắng lợi 3-0 đầu tiên trong giai đoạn lượt về. Xin mời. Xin chào, mình là Bảo Hằng và chào mừng các bạn đang đến với phần phỏng vấn. Trận thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay thì Cyberdot rất nhanh chóng để giành chiến thắng trước B2F và đây là một chiến thắng tuyệt đối 3-0 và có thể nói rằng Cyberdot đã có một mở đầu cho giai đoạn lượt về rất thuận lợi, đúng không ạ? Và đứng cạnh Bảo Hằng ngay bây giờ đó chính là Judas. Xin chào Judas, bạn cảm thấy ngày hôm nay thì team mình cũng như là đối phương thi đấu như thế nào? Team mình thì mấy trận đầu đánh còn lõi nhiều quá nên khó đánh, còn cuối game thì tụi mình đánh rất ok. Lý do tại sao mà mình lại mắc những cái lỗi này ạ? Đó là do một phần là tụi mình bị ban bích bị gói nên ban bích nhầm con Mina thành, chứ con khác thì sẽ dễ chơi hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình cũng đã giành được chiến thắng tuyệt đối 3 ván rồi, đúng không nào? Thế còn đối phương của mình thì sao, B2F? Bạn cảm thấy B2F thì đấu như thế nào? B2F thì đánh cũng tiến bộ hơn lượt đi nhiều nhưng mà chừng đó thì vẫn chưa đủ. Tức là mặc dù cố gắng nhưng mà vẫn chưa đủ ở thời điểm hiện tại. Vâng ạ, ngày hôm nay thì các bạn đã sử dụng những chiến thuật rất là lạ, đặc biệt là có hai xạ thủ và Lorion đi trợ thủ. Lý do tại sao các bạn lại lựa chọn chiến thuật dị như vậy ạ? Vì tụi mình đã tập rất nhiều ở giai đoạn nghỉ 10 ngày qua. Nên đem vô thôi. Thế là đây sẽ là một điều bất ngờ mà các bạn đem lại cho giai đoạn lượt về hay sao? Có thể. Có thể, tức là trong những ván thi đấu tới thì sẽ còn nhiều chiến thuật dị của Cyberdot nữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Ngoài ra thì còn một vị tướng nữa, đó chính là Airi. Và Airi thì hiện tại được sử dụng nhiều ở đường tà thần Cesa, tuy nhiên các bạn lại sử dụng tại vị trí đi rừng. Lý do là tại sao? Tại vì Airi lay game rất là mạnh nên đưa vào gần thì sẽ tối ưu lượng tiền và sẽ mạnh hơn. Vậy thì bạn đánh giá như thế nào về sức mạnh của Airi ở thời điểm hiện tại? Và Airi thì đi ở vị trí nào là phù hợp để phát huy sức mạnh nhất?
top và gừng. Vẫn là vị trí top và rừng. Rồi trong trận thi đấu tiếp theo thì các bạn sẽ gặp đội tuyển đó chính là Box Gaming. Các bạn đã chuẩn bị điều gì bất ngờ dành cho Box Gaming hay chưa? Thì tụi em cũng như bình thường thôi, cũng nghiên cứu xong rồi vào đánh thôi. Và với độ thăng hoa của Cyprus hiện tại thì cũng đã gây rất bất ngờ cho nhiều đội tuyển rồi đúng không ạ? Vậy thì không biết là bạn có muốn gặp lại, đối đầu lại với người đồng đội cũ đó chính là Chelsea Vincent ở phía bên kia hay không? Cũng muốn nhưng mà chắc là không được đâu. Tại sao lại không được ạ? Vì trận đó thì Chelsea Vincent không được đánh. Tại sao bạn lại biết là Chelsea Vincent không được đánh ạ? Đây là chiến thuật của Box Gaming mà. Tại vì bên CBGS là cho mượn, là đã nói là trận gặp CBGS là không được đánh. Wow, vậy là giữa hai đội tuyển cũng đã có những thỏa thuận ngầm của các bạn đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem là Cyprus gặp Box Gaming thì sẽ xảy ra những chuyện như thế nào nhé. Cảm ơn Judas về những chia sẻ vừa rồi. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn hai nhà tài trợ chính thức của đấu trường danh vọng mùa xuân 2021, thương hiệu dầu gội đầu số 1 thế giới dành riêng cho nam giới Clement 3 trong 1 và thương hiệu dầu nhất toàn cầu Castrol Power One. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trận thi đấu ngay sau đây.